Hello, Nhật Tú. Thôi hay Nhật Tú gì vậy? Mọi người ơi, hello mọi người, lên thôi mọi người ơi, lên thôi nào, like đồ nam nha mọi người nha. Ai muốn like nữ thì em trang nữ không, em like nam. Giờ chia sẻ like em đi mọi người. Khùng lắm. Hello. Coi thử cái bình tay bót nó này bao nhiêu ạ? À? Này bao nhiêu đấm tiền nhỉ? Rồi xong
người chia sẻ giùm em đi mọi người ơi. Cái này em có kiểu như là cái này nó có bán dạng áo ba lỗ đi để cho thanh niên ta tập gym á. Nó có ít ba lỗ tập gym, em tặng hết cho mọi người đầu like nha mọi người nha. Áo ba lỗ tập gym nha mọi người. Em tặng cho mọi người đầu like với giá là 15 ngàn đi. Nói chung là free size đó, dễ bận nha. Áo ba lỗ tập gym coi dạng cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Cỡ nào vừa hết trơn nha. Nói chung mọi người bận vô cỡ nào cũng vừa hết trơn á. Trời, lông mi nó ra nó ngứa kinh khủng như vậy. Nè đây nè, em tặng cho mọi người cái này 15 ngàn đi. Cái này là dạng áo ba lỗ nè, áo ba lỗ cho những bạn mà tập gym đó mọi người. Tập gym rồi này kia đó. Chung anh em like đồ nam nha mọi người, áo hộp. Ai thích like đồ nữ em like đồ nữ nha. Em có mấy cái quần xịt nam như mấy đôi vớ nam nè, tự nhiên nó lọt vô trong lô mấy cái tặng luôn. Em tặng cho mọi người thì cái này là em bao cho mọi người nha, chất vải là em bao nha mọi người nha. Nói chung là nam bận được mà nữ mình bận được luôn á. Bạn nào nữ thích bận thì bận nha. Đây nha, ai đã mua cái dạng này thì rồi thì biết á mọi người ha. Chất của nó là nói chung là em bao mát nha, dành cho những bạn mà mình mua về cho nhà mình. Nếu mà tập gym thì bận tập gym, còn bận tập gym thì bận bình thường bận ở nhà, hoặc là nói chung là tập thể dục thể thao rồi này kia là được hết nha mọi người. Free size cho em nha. Vải em bao đẹp nha, 15 ngàn. Cái này em có nguyên một cặp này, cỡ khoảng 20 cái. Em tặng hết cho mọi người ha, 15k. Mọi người lên mã xám giùm em nè. Rồi lên mã xám giùm em, free size nha mọi người nha. Cỡ nào vừa nha, nói chung từ khoảng 40 tới 75, 80kg vẫn vừa giùm em nha. Nói chung 80kg á, những bạn nào cao á mà dạng mà dành cho những tập thể hình đó là nó không có kiểu như người ta cao là nó đồng điệu, nó không có bị phình bụng đồ to, nhưng mà vẫn bận vừa hết. Có bụng ơi thì cũng vẫn vừa nha mọi người nha. Cỡ gấp 3 lần của em cũng vẫn vừa nữa. Do nó giãn rất là tốt, mà giãn xong nó thun lại rất là đã nha. Vậy em bao chất hàng bót đó mọi người. Hàng này là hàng bót nha mọi người nha. À không phải bót. Cái này nó bán lẻ thì 65 ngàn thôi, nhưng mà em bán cho mọi người có 15 ngàn. Em tặng đầu like 15k. Quần Alibaba nam là quần gì? Alibaba là quần gì? Rồi chia sẻ like lên mã tặng 15k giùm em nha mọi người nha. Em like luôn nha mọi người. Do em lên trễ á, do làm hàng rồi là kiểu như là lên trễ quá nè. Đó xịp nam. Quần Alibaba là quần gì? Hả? Quần ngày hả? Trời. Rồi đêm mai đi, mai chịu luôn. Rồi lên đây em mã này, mã xám chắc phải em bao đẹp nha mọi người nha. Chất vải làm bao để cho mọi người yên tâm nha. Chứ mọi hàng em tặng 15k là hàng ấy đâu nha. Nói chung là nữ bận được và nam bận được, nhưng mà áo này áo nam nha. Dành cho những bạn tập gym cho em, free size cỡ nào cũng vừa nha mọi người nha. Cỡ nào cũng vừa, chất không đẹp em trả tiền lại cho mọi người nha. 15 ngàn cho em ha. Bao nhiêu ký cũng vừa, nói chung từ khoảng 40 tới 80 ký là vẫn thoải mái cho em nè. Cái chất nó đã lắm, ai đã mua cái này cho người nhà mình thường xuyên bận là biết à ha. Chất vải em bao phê mắt lạnh luôn. Nói chung hàng này là bao chất, mọi người yên tâm mà chốt cho em ha. Rồi ba lỗ này là dạng dành cho tập thể thao hoặc là tập gym, tập đồ gì đó free size cho em nha, của nam. Nhưng mà nữ mình thích bận vẫn bận bình thường nha. Nói chung là nam nữ đều bận được, nhưng mà cái này là của nam nha, em nói rõ ràng luôn ha. Cỡ nào bận cũng vừa ha. Rồi lên đây giùm em mã này, mã xám giùm em tặng 15k mã xám. Xám em tặng 15k. Ai chúc xám lên xám 15 giùm em. Bao nhiêu ký cũng vừa, dung vu cứ chốt đây, bao nhiêu ký cũng vừa nha. Rồi xám 15k giùm em mã xám nha mọi người nha. Xám 15k là được nha. Xám 15k giùm em mọi người. Ai chúc xám nhanh tay lên xám 15. Chia sẻ like giùm em nha mọi người. Nói chung là hàng shop của nó là nó không có thiếu một cái mẫu gì hết trơn á, nó đầy đủ nha. Ai chia sẻ like chứ người trời. Có mình trang hình như Văn Thị à, coi sao kỳ vậy. Còn tới trên này bao nhiêu lượt chia sẻ nhờ? Thôi em like luôn như rồi, mọi người chốt gì mọi người chốt nha. Nói chung ai chốt được gì thì chốt. Rồi em lên luôn á.
Ai đang xem live thích cái live em đang like giùm em nha, mạng xem không được. Sao kỳ ta, mấy ngày nay kỳ vậy ta. Rồi ba lỗi cho Dung Vu nè. Rồi ba lỗi sắm cho Dung Vu nè. Nói chung là có rẻ gì mọi người cũng mua 60.000 cái chứ không có rẻ nữa đâu nha mọi người. Rồi ba lỗi cho Dung Vu, em có hai con màu trắng nè. Em có hai con màu trắng, trắng thì nó chắc là áo có tay sao mất tiền hơn. Rồi em có màu đen nha mọi người. Em có đen nha, chút đen lên đen giùm em nha. Rồi chút đen lên đen giùm em nha. 15k mã đen luôn giùm em ha. Free size nha. Nói chung là áo nam, ba lỗ của nam free size nha mọi người. Ai đã mua được cái vải này, vải xịn chứ không phải vải đợt trước mà em bán cho mọi người 20.000 đâu nha. Nó đẹp hơn vải bữa em bán cho mọi người 20-25.000 gì đó. Nó đẹp hơn rất là nhiều nha mọi người. Nói chung cái vải này nó dày mà đẹp hơn rất là nhiều luôn ha. Rồi nhanh tay lên đơn em mã đây giùm em mã đen nha. Nói chung em có quần tây, quần kaki rất là xịn luôn nha mọi người. Quần tây, quần kaki, quần jean xịn lắm luôn. Rồi hai chút đen lên đen giùm em 15k mã đen. Lên đen 15k. Rồi hai chút đen lên đen 15 nha mọi người. Hai chút đen ở lên đen 15. Lên đen kèm giá tiền em nha. Ai có đơn thì cọc nha mọi người nha. Lên đen 15k giùm em mã đen. Đen 15k. Kèm giá tiền mới ra đơn nha mọi người nha. Trời ơi, con trắng nó đẹp nè. Rồi lên trắng đi, đầu like tặng luôn 25k. Có hai con màu trắng thôi, con này nó bị dơ rồi. Nó bị dơ chấm nhỏ nhỏ. Cái này bên trong này nó bị dơ hai chấm nhỏ. Trời ơi, cái này em tặng cho mọi người đi. Ai mà xài thì em tặng không đồng đi mọi người ha. Con này em tặng không đồng. Cũng dạng free size trang như vậy đó. Nhưng mà con này bị dơ, lên dơ tặng không đồng. Mọi người chốt đơn không kèm comment giá tiền không, em không có ra đơn được nha. Mọi người cầm tới ngày mai cũng ra đơn được nha. Comment đúng phương pháp giùm em. Khách mà khách quen á, mọi người comment mã kèm giá tiền cho em là được. Còn khách mới á, mọi người comment mã kèm giá tiền, kèm số điện thoại giùm em nha mọi người nha, cho nó nhanh nha. Rồi nhanh tay lên đi giùm em, mã này mã dơ em tặng không đồng nè. Cũng free size của nam, dạng body nha mọi người nha, áo body ha. Rồi con này con dơ em tặng không đồng nè. Rồi mã dơ lên dơ tặng không đồng giùm em. Mọi người comment như vậy thôi chứ sao mà em biết đường em chốt mọi người được. Chốt đen thì cũng lên giá tiền, mà chốt ấy cũng lên giá tiền, em biết đường nào. Rồi đi nha, Dung Vu 15k cho Dung Vu nè. Cái này giá tặng như nào phải em bán đâu. Ở đâu ra cái áo gì 15.000. Rồi tặng không đồng cho Nguyễn Xuân Trang này. Xuân Trang chia sẻ live chị nha. Rồi tặng không đồng cho Nguyễn Xuân Trang. Con này hơi dơ nhẹ nhẹ thôi. Hơi dơ nhẹ thôi, lên mã dơ nhẹ giùm em. Không đồng là con trắng nó đúng rồi, còn đen 15k là đen, chứ không phải đập chữ hết trời. Rồi con đen này, ai chút mã này, mã dơ nhẹ giùm em tặng luôn 10k đi. À, này nó dơ có một chấm nhỏ ngay đây à. Em tặng đại 10.000. Ai hên được ha, con này một chấm nhỏ xíu, một chấm nhỏ, nói chung là cái này ít lắm, dơ xíu xíu à. Rồi lên đây em mã này, mã trắng dơ giùm em 10k, mã trắng dơ free size nha mọi người nha, mấy con như là dạng là body nha. Rồi trắng dơ 10.000 giùm em mã trắng dơ. Trắng dơ giùm em 10k, chỉ có con kia nó dơ nhiều hơn thì em tặng. Cái gì chị? Vậy? Sao mệt ghê á nha. Rồi con này size 2XL nè mọi người. Rồi trắng dơ 10. Rồi dơ 10. Rồi dơ 10 cho Hồng Vân. Dơ 10 cho Hồng Vân nè. Rồi có con trắng đây em ấy. Rồi con này sao mua đen nhiều quách quách loang 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 vậy chị. Con này mua đen nhiều. Con này hàng của xuất Hàn Quốc. Rồi cái này nó có là size, cậu đó là size 2XL. Cái này size 2XL luôn nha mọi người nha. Rồi chút 2XL lên 2XL giùm em, hai quần 20.000 giùm em nè. Rồi hai con này em tặng 20.000 sang 2XL nha. Con này là kiểu của nó loang vậy mọi người sao. Thì em tặng hai con 20 đi ha. Rồi lên mã đây, mã xịt giùm em hai quần 19k đi, số 9 cho nó đẹp. 19k hai quần nè. Cái đó nó sao với em sam vô đi chen vậy. Còn này phối nha mọi người nè. Nó kẹt ở trên ấy. Nó kẹt nó bị dính
gì đó, dân cái 4-5 nghìn. Rồi lên giùm em hai con 20. Hai con 20, em còn hai con kỳ vậy ta. Em còn hai con. Hai con 19k chứ quên. Size 2XL nha mọi người. Size 2XL á, hai con 19.000. Cái này hàng nó kẹp với nó có dính bụi nè. Hàng này kẹp á, không gì giặt sơ đi. Nó bị dính miếng bụi này đây. Rồi hai con 19k. Hai con 19k. Mạng yếu, đúng rồi, mạng yếu. Hai quần 19k. Hai quần cho Xuân Trang. Sửa lại hai quần để cho Xuân Trang 15.000 luôn đi nè. Sửa lại hai quần để cho Xuân Trang 15.000. Rồi hai quần. Hai quần à, hai quần này cho Loan Hồng. Khỏi gì vậy trời. Hai quần đó cho Xuân Trang sửa lại 15k hai quần đó. Ồ cho cái tập kìa. Nhanh đi. Này này cho ấy nè. Cái này là cho Loan Hồng 2 cái 19, còn cho Xuân Trang 2 cái kia là 15.000, giữ lại 15.000, gặp 20 cái 15.000 thôi. Em có vớ nè, tị nó rớt lọt đông mấy đôi nè. Bôi, có xài không? Khỏi bán. Để xài ha. Rồi, để xài hết. Để ồn. Cái hồi cần mua mất, có hỏi em cần em mua tới mấy chục ngàn đôi. 65.000 một đôi đó, chứ không có rẻ đâu nha mọi người. Có hỏi em bán một gỗ 10.000, 15.000. Mua 65.000 luôn. Rồi lên thôi nha mọi người nha. Nguyên bộ hả? Này áo lẻ, em tặng luôn áo lẻ này cho mọi người đầu like. Áo nam nha mọi người nha. Nam thun dày, thun TC dày đẹp như thế này nha. Rồi free size cho em nè. Con này là cỡ khoảng từ 40 cho tới 75kg vô tư giùm em nha. 45 cho tới 7 40 cho tới 75kg giùm em ha. Của nam nha mọi người nha. Rồi lên mã này, mã đen giùm em 35k mã đen. 75kg quay đầu cho em nha mọi người nha. Rồi lên đen giùm em 35k. Trời ơi đã chưa. Đen 35k giùm em mã đen nha. Mọi người tranh thủ nhận hàng tặng đầu like nè. Một con này con thun trơn mà vải rất là ok nha mọi người nha. Con thun trơn nè. Quần tây nam nhiều lắm Xuân Trang ơi. Quần tây nam. Quần tây nam nhiều mà xịn lắm. Nói chung là đây nè, như mấy con này là chốt giá tặng đầu like 35k nè. Thun này thun cô tông chứ không là thun TC đâu nha mọi người nha. Cô tông đẹp như thế này nè. 40-75kg áo nam nha mọi người, chứ không phải là áo nữ đâu nha mọi người nha. Áo nam 35k giùm em mã đen nè. Rồi lên đen trơn em tặng luôn nha mọi người nha. Trời ơi cái này bạn hơi bị sướng đó mọi người. Con này nữ mình có thể bận được luôn nha. Nam bận được, nữ bận được, size L giùm em. Rồi con đen này size L, comment mã đen L giùm em tặng luôn 25k. Đen L em tặng 25k nha. Ai mà nói chung là đầu like mọi người nhanh tay vô chốt mùa tặng đầu like. Rồi lên mã L giùm em tặng 25. L tặng 25. Rồi đen 35 nha Nguyễn Lụa. Rồi ai chốt mã L lên L giùm em tặng luôn 25k khi nó có in thành ra làm chốt 35. Còn mà cái trơn em tặng 25 nha. Còn vải đẹp nha, có hai con. 25k có hai con nha mọi người nha. Cho một ít quần tây, mọi người thích chốt quần tây đúng không? Chốt quần tây thì cứ từ từ nha, ai chốt gì. Rồi lên trơn 25k. Trơn 25k cho Phụng nè. Đen trơn 25k cho Phụng. Phụng không cần lên số điện thoại như không Phụng cách quen hay sao á, đâu cần lên số điện thoại đâu. Hả? Gì vậy? Rồi ai chút đen nữa lên đi, em còn con đen nha. Rồi ai có đơn thì ra cặp giùm em nha. Rồi lên mã đen giùm em nè. Cái này khác cái đen 35k còn con nữa nè. Đen 35 em còn con nữa. Đen 35 này cho hai bé nè. Rồi ok nè, đen 35 này cho hai bé trước đi nè. Rồi đen 35 nữa cho hai bé. Quần jean áo sơ mi ngắn tay, nói chung nó tùm lum đủ hết trơn á. Tùm lum đủ hết trơn nha. Trời ơi, đã đặt là size L mà L đó là không có vừa.
Em có một ít dây nịt nữa nha mọi người. Em có một ít dây nịt siêu đẹp luôn. Đây em có mấy cái quần đùi nè. Cái quần đùi là quần đùi xịn nha mọi người. Chứ không phải là ba quần đùi mà bận ở nhà. Cái này bận đi chơi được. Áo khoác xịn 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 không này. Rồi áo hộp nha mọi người. Nói chung em like cứ từ từ lần lượt. Có 33, trời ơi, nhiều lắm, quần jean size 33, 34, nói chung là đầy đủ hết trơn á. Trẻ có mà hàng trung nhưng mà trung ít hơn trẻ. Trời ơi, đẹp chưa? Rồi, ai có người nhà size to cỡ này vô hốt ngay và liền con này cho em size 6XL. Size 6XL này 100kg là dư vừa thoải mái, 100, nói chung là từ 90 cho tới 120kg dư vừa cho em cái size 6XL này nha mọi người nha. Con này là size tới 6XL lần nha mọi người nha. Rồi lên đây em mã xanh đen 65k dùm em nha. Mấy con này mấy con quần xịn nha mọi người. Con này nó có túi, có dây kéo hết trơn như thế này nha. Nè, cái này mà ai mà có người nhà size to cỡ này hút ngay và liền con này chị em 90-120kg nha mọi người nha. 90-120kg. Rồi lên đây dùm em mã xanh đen dùm em 65k. Cái này có mấy con à mọi người, tranh thủ chốt thì không có đâu. Cái này em không có nhiều, có mấy con à. Rồi 6XL cho anh Lê nè. Rồi lên đen giùm em nè mọi người. À chút đen lên đen nha. Đen này cũng là size đại luôn nha. Dây rút nằm bên trong này. Lên mã đen giùm em 65k mã đen. Rồi đen giùm em 65k. Trời size to này hiếm lắm. Có mấy con à. Cái này nó đa số là quần dài. Đa số là cái lô nào quần jean dài rất là nhiều. Quần jean dài, kaki dài, quần tây rồi là đầy đủ nha mọi người nha. Rồi lên đen giùm em 65k mã đen nè. Size này cũng là size đại, size to luôn nha mọi người nha. Nói chung là size đại là to đó. Rồi lên đen giùm em 65k mã đen. Rồi lên đen 65k. Rồi đi nha Nguyễn Xuân Trang. Em lên áo hộp cho mọi người siêu đẹp luôn á. Rồi con này con xanh đen đại nè mọi người. Này là còn con xanh đen đại nữa nè. Ai chúc mã xanh đen là lên xanh đen giùm em 65k nha mọi người. Cái này size to mọi người mua rất là hiếm, không có hàng hoài đâu nha mọi người nha. Rất là hiếm luôn á. Rồi ai chúc lên xanh đen giùm em nè, size to nha, 90-100kg vừa. Rồi lên mã đó, mã xanh đen giùm em, ai chúc xanh đen lên xanh đen giùm em nha. Xanh đen. Rồi xanh đen nữa cho anh Lê nè. Rồi em còn một con đen nữa nè mọi người. Con đen đại như là mỗi chữ nó khác nhau hay sao á chị. Cái này là kẹp nó có cái mặt tiền nó bụi á mọi người. Đường nó xe nó đi nhiều bụi. Rồi em còn một con đen nữa nha. Đây em còn con đen nữa, ai chúc đen là lên đen luôn giùm em, 65k mã đen. Rồi xanh đen cho anh Lê tiếp nè. Rồi em còn đen không mọi người? Như con xanh đen này sai gì đây? Đây còn con xanh đen này cho Trang Nguyễn nè. Ai có đơn ra cọc nha, Trang Nguyễn có đơn ra cọc nha. Còn con xanh đen cho Trang Nguyễn nè. Em còn cái đen này chị anh Lê chốt đây nè cho anh Lê nè. Rồi đen luôn cho Trang Nguyễn luôn nè. Ra cọc luôn chị nha. Có đơn ra cọc nha. Cái đơn kêu của em là trừ đã hết rồi đó ha. Đơn kêu đơn lưu của em trừ đã hết rồi. Có đơn ra cọc luôn chị nha. Rồi một con này size nhỏ nè mọi người. Con này size nhỏ nha mọi người nha. Size này nói chung nó từ khoảng 40 cho tới 40 cho tới 60kg á. Môi bằng không môi đẹp không coi. Đẹp nè. Ôi em ham đấy mà nói quá trời luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi nhanh tay lên đen nhỏ giùm em. Mã đen nhỏ 40 cho tới 60kg nha. Rất là đẹp như thế này. Rồi lên mã đây mã đen nhỏ giùm em. Em tặng luôn 59k mã đen nhỏ. Rồi đen nhỏ 59k giùm em nha. Em tặng 59k. Rất là xịn. Cái này size nhỏ nha mọi người. 40-60kg thôi nha mọi người nha. Con này túi nó ngoài sao có dây kéo luôn giùm em ha. Rồi đen nhỏ giùm em 59k. Đây mọi người nè. Đây nó còn có một ràng dây nịt thôi. Tặng luôn dây nịt luôn đi cho nó nhanh gọn lẹ đi ha. Rồi lên đây giùm em mã này, mã da bò giùm em nha mọi người, da luôn như thế này nè. Rồi dây nịt da bò giùm em ha, em tặng luôn 55k đi. Ai chúc dây nịt lên da bò giùm em cho 55k mã da bò. Rồi da bò giùm em 55k, chúc da bò lên da bò 55 giùm em nè. Rồi nhanh tay lên da bò giùm em 55k mã da bò. Nhỏ chứ Hiền Phương nè. Bữa chị còn ủa đơn của Xuân Trang còn cọc hả, cọc gì hả, chụp cái bill gửi qua nhận hàng chưa, chụp bill gửi qua chị coi cọc gì,
cái làm đơn đi là trừ đó rồi chứ sao là còn cọc. Chụp cái bill gửi qua chị đi nè, Trang Nguyễn nè. Ủa là cái cọc là em cọc 100 ngàn chứ. Là giữ cọc của em lại vậy là nó không có trừ cọc, là cọc của em còn 100 ngàn chứ. Nè, cọc của em 100 ngàn ngày 20 tháng 2 nè. Phải không? 100 ngàn ngày 20 tháng 2. Là cọc của em 100 ngàn ngày 20 tháng 2 chứ đúng không hay là sao? Là chưa thấy trừ cọc nè, nhưng mà ý là cọc ngày 20 tháng 2 á. Rồi lên mạng đây mã da bò giùm em nha. Con này quên, cái này là da nha mọi người. Mọi người xài cái này thì khỏi sợ nó bung lấy trơn này, da nè mọi người. Nè đó, như thế này thì khỏi sợ nó bung, nó tróc, nó đồ gì hết á mọi người ha. Da mọi người thấy không? Rồi lên đơn em nha, nó bán 230 rồi em tặng luôn 55k thôi nè. Rồi lên da bò giùm em 55k nha mọi người nha, nè nó kiểu như vậy nè. Rồi da bò giùm em 55k, mã da bò giùm em ha. Ai chúc cho nè, cho chồng này chút 55k giùm em mã da bò. Rồi ok, chụp gửi qua Trang em chị nha. Mày nhét vô coi coi. Da bò giùm em, rồi chút đen lên đen giùm em nè. Rồi đem tặng luôn 55k mã đen. Đục đục cái dây vô. Rồi mã đen giùm em 55k mã đen nha. Rồi chốt đen lên đi giùm em 55k. Ai mà chốt đồ cho chồng đồ này kia á, mà quần jean, quần tây, quần kaki gì á, mọi người chờ em xíu nha. Hôm nay em nói thật sự mọi người, quần jean, quần tây, quần kaki rất rất là xịn luôn nha mọi người. Quên kêu nó hỏi nó soạn size, thử size bao nhiêu để biết đường. Còn quần jean đó thì em biết size bao nhiêu rồi. Rồi đen giùm em 55k mã đen. Rồi da bò cho Nguyễn Xuân Trang. Rồi đen cho chị Anh Lê. Rồi con này con nâu giùm em nè, chút nâu lên nâu nha mọi người. Con nâu này nó có dập nè. 55k mã nâu giùm em. Rồi da bò cho trước đi. Cuộn lại. Nè, cái dập vân như thế này nè mọi người nè. Rồi lên đơn em mã này mã nâu nha mọi người. Ai chút nâu lên nâu giùm em 55k mã nâu. Nâu 55k giùm em mã nâu. Dung vu ra cặp luôn đơn này nha. Vinh nữ hả? Vinh nữ bây giờ chị cũng chưa bung, chị biết là ống gì nữa cho nó nằm trong bao nhiều quá. Nói chung đồ nữ người ta treo đồ bộ nhiều, chứ còn màu quần jean người ta sợ treo ra nhiều nó bạc á, thành nên là người ta không có treo á. Cái đó là cái gì vậy? Đó là cái đen đúng không? Cái đen của anh Lê còn da bò nè nha, như để lộn á, rồi bỏ vô đi. Rồi nâu cho dung vu nè, dung vu ra cặp đi nè. Ủa dung vu là cái nhà lấy đúng không ta? Đúng không ơi? Rồi nó cái đó nâu quá, còn ở quên cái đó da bò đó này nâu nè, nâu nè. Mấy dây nè, người ta bán hết trơn rồi còn mấy dây nè, chỉ như là shop nào nó không bán cho nó đầy đủ vậy thôi. Rồi lên đây giùm em mã này, mã xích cây nè mọi người nè. Rồi xích cây này nó dạng như là màu đen hay màu nâu gì ta, nó da da vậy này, sợi cây nè. Rồi lên đơn em mã này mã đen giùm em, mai chút đen lên đen giùm em nha mọi người. Rồi lên mã này giùm em mã đen, con này nó có kẹp bị lộn gì kìa.
Mọi người về coi thử mặt trong hay mặt ngoài vậy? Hình như là mặt đúng rồi, mặt nâu là bên ngoài. Cái này nâu si cây á, si cây nói chung là mã này thì mê mã da bò đi. Da bò 55k thì mê mã da bò nha mọi người. Da bò si cây nè, 55k thì mê mã da bò. Da bò 55k giùm em nè. Ai chúc da bò lên da bò giùm em 55. Cái này từ coi. Ôi, cái dây này là dây da đó mọi người. Dây da mà mọi người về mà thấy nó móc móc mọi người lao đi nha. Da này nó bị nổ móc chứ còn mà mọi người mua cái hàng nó thường thì nó không có bị. Nó thường thì nó đâu có ấy đâu mà móc được. Như áo da mà mọi người mua da thiệt là nó sẽ bị đổ móc. Này, như cái này mọi người lao sơ nó ra này. Cái này nó móc móc rồi, em tặng đại cho mọi người đi ha. Em tặng đại cho mọi người 35 ngàn về xử lý giùm em nha. Con này nó bán mấy trăm, nó sale 200 á. Em tặng con này đi, con này 35k nha mọi người. Giờ mọi người xử lý giùm em nha. Giờ em gỡ cái dây hay là em gỡ dây ra luôn cha. Em lau sơ. Còn không mọi người chịu khó gì mọi người lau giùm em ha. Em chốt mọi người có 35k thôi nè. Nó bán 200, nó sale 200 nè. Em bán mọi người 35k về lau giùm em nha nè. Nhà em mới lau dưới này hết rồi nè. Mà bây giờ mà lau nữa là phải tuột ra mới lau được. Cho nó nằm trong bao cũng không biết. Mọi người vừa nhúng nước lau giùm em ha. Cây chút 35 mình lên 35k. Nhúng nước lau giùm em đi. À, 35k Nguyễn Xuân Trang về lâu nha. Quần tây nhiều quần đẹp lắm. Quần tây nhiều quần đẹp lắm. Linh ơi chờ chị xíu. À, Dung Vu còn cộng 130k. Ủa cái gì vậy? Ủa là sao chấm bài bên Trang thử Dung Vu ơi. Sao kỳ vậy? Rồi cho Nguyễn Xuân Trang này về xử lý anh chị nha. Trang ơi cho nó nằm trong này chị chưa kéo hết. Giờ em coi thử có gì thì báo chị ha. Tặng 35 ngàn. Và tặng 35k cho Nguyễn Xuân Trang. Quần đi nữ có nha. Quần đi nữ có. Rồi lên con đen này giùm em đi. Em tặng luôn 35k đi. Tặng đại luôn. Rồi con đen này em tặng luôn 35k. Chút đen lên đêm em 35k. Nó là dây như thế này nè mọi người nè. Rồi lên đêm em tặng luôn 35 ngàn. Ai chút đen lên đêm em 35k mã đen. Đen 35k giùm em mã đen nha mọi người. Mã đen 35k giùm em mã đen. Ủa, bố lấy tiền ở đâu mà bố đi mua đồ ngon vậy ông? Đen 35k để chờ xíu đi, chờ xíu đi, đưa cái ấy lên trên này rồi đưa cái bao quần tay lên chị like cho. Cho quần tay, quần kaki rồi quần xịn xịn đâu mà để chị cũng có coi size thì cũng biết là còn size gì, có size gì nữa. Do quần tay quần cà phê không có làm hàng ra thành nên không biết sai gì nha. Rồi lên đơn em mã này mã đi nhà chút nâu đi, lên nâu mẹ em nha mọi người. Rồi lên nâu mẹ em ha. Rồi em chốt luôn cho mọi con này 45k đi. Rồi con nâu này 45k giùm em đi ha. Ai chút nâu lên nâu mẹ em. Cái này mặt trong nó mặt ngoài, mặt đen là ngoài nha, nâu là bên trong nha. Nhưng mà do em mới đập cái đen rồi, bây giờ đập đen nữa sợ lộn, mọi người đập nâu cho em nha. Con này là con đen chứ không phải là nâu nha. Nghe rõ giùm em, con này là con đen, dây đen chứ không phải là dây nâu. Nhưng mà nó lộn cái mặt này do em mới lai một con đen rồi đó, sợ lộn hình nên là em đập nâu nha mọi người. Rồi lên mã này giùm em là mã nâu, nâu cho Thu Trinh nè. Anh có đơn là ra cọc nha mọi người nha. Rồi dự bị cho Huyền Phương. Còn 3 giây nữa à. Ai mà chốt quần tay chờ em xíu đó mọi người. Rồi em còn con đen nữa nè. Để ai chốt đen 35 ngàn này, em chốt luôn đen 35 ngàn nữa nè. Rồi đen 35k. Rồi chụp gửi quanh trang chị nha. Rồi đen 35k hồi này chốt cho ai vậy ta? Đen 35k chốt cho ai chưa? Dẹp đây để ý nghe đây nè. Đen 35k của ai tên gì? À là chưa chốt luôn hả? Rồi đen 35k cho Hiền Phương, bỏ Hiền Phương trước đi để lộn vậy ạ. Rồi đen 35k cho Đoàn Thị Hồng Loan nè, Hồng Loan ra cọc nè. Rồi Đoàn Thị Hồng Loan ra cọc nha, Hồng Loan ơi.
Ủa cô đây lộn mới nha, con nào con này là mới đọc là 45.000 á. Ừ, 35k nữa mình coi con nào càng ngon đại cho nó hết cái rồi. Bán quỷ này bán buôn gì đâu mà. Con này không có ngon. Tiếp ghê được hả? Màu gì đây? Rồi con này chút mã này lên mã nâu giùm em nha mọi người. Nâu 45k giùm em mã nâu đi. Rồi nâu giùm em 45k còn con nâu. Nè. Nâu như này nè, nâu vân này đẹp chưa nè, đơn giản thôi nha. Rồi nâu mà em 45k mà nâu. Nâu 45k còn hai con nữa hết rồi mọi người, có mấy con à, nâu mà em 45.000 mà nâu. Nâu 45k. Nâu mà em 45.000. Rồi em chúc luôn con đen này 45k rồi em hết nha. Đen còn con đen là 45k rồi em hết, em like khác nha. Đen này là chữ gì nè, dập logo chữ gì nè. Rồi lên đen giùm em 45k. Rồi lên đen giùm em 45k mã đen nha. Chút đen giùm em 45.000. Cái mặt của nó là như thế này nè. Rồi đen giùm em 45k mã đen. Đen 45k giùm em mã đen. Đen 35k dự bị cho chị Phương Hương ơi. Cái đơn nào mà kêu chờ cọc thì cứ chờ người ta cọc đã, xong lấy thẻ vô đây hết rồi ná. Kêu cọc mà. Nè, rồi thì em loay nè, dự bị cho chị Phương Hương nè. Rồi thì em loay nè. Rồi có đơn đã cọc nhau, hai đơn này chờ cọc bỏ qua kia. Rồi dự bị cho chị Phương Hương. Con đen con nâu. Thấy Hiếu Hà nè. Rồi cảm ơn em, ok em. Em chiều. Rồi nâu cho Hiền Phương nè. Rồi đem 45 cho đoàn thì Hồng Loan này ra cộng nè. Nâu 45 rồi thì Hồng Loan, còn đen 45 cho Hiền Phương. Rồi bây giờ em lên áo hộp cao cấp cho mọi người nha. Rồi giờ quần tay mọi người chờ em xíu nha. Chờ em xíu lên quần tay cho mọi người chốt luôn nha. Trời ơi xịn lắm mọi người ơi. Cái hàng nào với hàng áo hộp này làm bao xịn nha. Size M và size XL giùm em nha. Size M và size XL ai đã mua thường xuyên mua cho chồng mình những áo hộp như thế này là mọi người biết nha. Hàng của công ty giùm em nha. Rồi lên đơn giùm em. Hàng này là hàng Nhật Tuấn. Nói chung là hàng này là hàng của công ty giùm em nha. Chất lạm bao phê cho mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em. Con này là con tay dài nha. Size M và size XL giùm em ha. Em chốt tặng luôn 95k thôi. Con này là con xịn cao cấp nha. Ai đã mua cái hàng của em là đợt trước em like 130 hay nhiêu đó. Rồi hôm nay tặng luôn 95k. Rồi lên đơn em mã này, mã sọc giùm em 95k. Kèm size nó có 2 con thôi. Size M và size XL nha. Chỉ có 2 con thôi, không có nhiều nha mọi người nha. Em mở thử cho mọi người một cái ra. Cái này chất cô tông gì là nó ghi hết đây. Chất liệu gì là ghi hết đây. Trời ơi vải làm bao đẹp và bao mát nha. Hàng của công ty nha mọi người nha. Cái màu này rất là ngọt luôn ha. Rất là đẹp luôn. Rồi lên mã sọc kèm size giùm em tặng luôn 95k. Hàng này nó công ty nó niêm yết giá là 280.000. Nói chung 280.000 là cũng ok rồi. Do nói chung là bây giờ kinh tế nó đang cũng hoảng thành nên là cái giá 280 là cũng xài ok rồi mọi người. Rồi 95k size M và size XL, chất không đẹp em trả tiền lại nha. Hàng này của công ty giùm em ha. Nhưng biết giá là nó không có bớt, có giảm như hàng kia đâu ha. Bán nhiều là để nhiều, nó bán nhiều. Túi gì chị Nga Ngọc ơi. Rồi lên mã sập giùm em 95k kèm size XL. Cái này là form to đó nha. Rồi sập size XL cho. Cái này là form to đó nha. Thịnh Hương em chốt chai vậy Thịnh Hương. Size L hàng hộp á, là nhu dụ em mua thường xuyên mua áo hộp thì em mua size nào thì em chốt size đó nha. Áo hộp nó to hơn áo thường á. Size L cho Thịnh Hương này. Rồi em còn một con size M nha mọi người. Em còn một con size M. Cho bao quần tay lên em hãy. Cho bao quần tay xịn lên đi. Chồng em chốt size M thôi. Phan Thịnh Hương cho size M thôi.
Thầy Nương cho vô xem mờ thôi, cho ảnh bận là xem mờ thôi được rồi. Cái này nó không phải như áo áo kia đâu, nó áo này nó phơm to hơn. Như vụ size M này là cỡ khoảng 65kg quay đầu được. Hàng công ty mà, đâu phải như hàng chợ đâu. Không phải như hàng hàng ấy. Chào mẹ mới học vậy ớ. Lột. Đoàn thì Hồng Loan. Ủa sao nó không có ngày ta? Rồi ghi đi Đoàn Thị Hồng Loan cộng 100.000 đánh dấu dấu sao đi mai kiểm tra. Ghi đi để hồi nữa là lộn nè. Đoàn Thị Hồng Loan cộng 100.000 đánh dấu sao vô mai kiểm tra. Rồi Phụng cộng 50.000. Không có thấy ngày nè, Đoàn Thị Hồng Loan không có thấy ngày. Ủa Trinh Thu kêu là giữ cọc 130.000 là giữ ở đâu ta? Phụng 50.000. Chị xem giùm em đơn em hôm bữa đi chưa? Coi đơn của Thu Trinh á là mở máy lên kiểm tra thử đơn của Thu Trinh là ngày 18 tháng 2 á. Là tới nay luôn hả? Là tới nay luôn hả? Đúng rồi, mấy đó, cái nào làm lớn, vậy là 100.000 chứ. 100.000. Sao kêu 130.000 này ở trên này có 100.000 mà ta. Đúng rồi, tay dài. Hai bé ra cọc nè. Em vô trong cái chuyển khoản thành công á cưng. Em vô trong cái giao dịch thành công á, em giao dịch gì giao dịch cái giao dịch vừa mới vừa xong đó. Rồi cái này lẻ sai. Con này lẻ sai size L nha mọi người. Con này hàng lẻ sai size L, nói chung mọi người mua đi để dành này, khi nào mọi người xài thì mọi người xài thôi. Ô con này có size L nữa, này phân size ngáo ngáo quá trời. Ê, con này em còn size L đấy nha, em còn con size L, con size XL nha mọi người. Em còn hai con nha. Con này còn size L và size XL nha. Size XL này tương đương 80kg quay đầu cho em nha mọi người. Còn size L này á cỡ khoảng chắc 70-75kg gì đó ha. 65-75kg vừa cho em là size L nha mọi người nha. Rồi lên đơn em mã này mã caro, em còn size L và size XL nè. Rồi con này con sọc size L giùm em ha. Nói chung mấy con này mọi người yên tâm đi mua về mà vải xấu em trả tiền lại cho khỏi lo. Hàng của công ty thì xài là bao ok nha mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em nha, em có hai con nè, một con sọc này size L. Rồi lên mã này giùm em là mã sọc nha, em mở ra như này. Yêu phân mà cuối cùng không phân, để ra vậy. Nó phân sai cái ngọt phân là chết đi, nó trùng mẫu rồi, nó đẹp. Cái này nó y chang như hàng Việt Tiến vậy đó mọi người nè, nó may cái nó thiếu logo thương hiệu nó trên này ha. 95k đồng giá giùm em nha. 295.000 chốt 95 là rẻ được 200 nha mọi người nha. Rẻ được tới 200 giùm em ha. Nói chung bên ngoài vân rất là đẹp luôn nè. Chất rất là đẹp, 95k giùm em size L, mã này mã sọc giùm em. Size L 95k hàng công ty rất là đỉnh luôn nha mọi người nha. Nói chung hàng sớm người ta thanh lý như vậy người ta cũng lỗ nhiều lắm luôn đó mọi người. Như chủ hàng công ty đã niêm yết và nó ra lời quy định. Rồi sọc giùm em ha, chút cọc lên sọc giùm em. Rồi con này con mã 1 giùm em đây nè. Còn không là lên mã này giùm em nè. Ừ lên mã 1 đi ha, cũng size L luôn giùm em mã 1. Rồi chốt mã này lên mã 1 giùm em nha, 95k mã 1 giùm em ha. Rồi lên mã 1 giùm em, 95k mã 1. Tay dài nha mọi người. Con này tay dài nha, hàng nào tay ngắn thì em báo tay ngắn nha, con này tay dài. Rồi lên đi giùm em mã 1 giùm em, size L luôn, 95k mã 1. Rồi caro giấy thiên L cho Hiền Phương nè. Rồi ok nè, Thu Trinh nè. Mở dài điện quá trời điện không được. Đơn của Thu Trinh bỏ số điện thoại đó vô đi, 100k, đúng rồi 100k Thu Trinh. Hiền Phương là cái này nè, tí thiên L nè. Rồi còn của Thu Trinh là cái sọc là cái này nè. Phải không? Cái này là cái mã gì đây?
Hiền Phương ngươi giá tiền vô chưa? Cái đó có giá tiền chưa? Trời tập cho Vu Nguyên là cái này cái gì vậy? Sao ôm quanh cái đó vậy? Rồi tập này cho Vu Nguyên xanh lờ nè. Caro, Caro còn còn say L nha nha Anna Phạm ơi nè, bỏ vô đại đi nè. Tu tin là bỏ cái số điện thoại vô kia đi chứ để là đơn không gọi được á. Đó là mã sọc. Bỏ mã sọc vô. Đúng. Cái đó phải mã sọc không? Mà biết đọc chữ hả? Rồi đúng rồi, mã sọc đẩy xuống đi, đẩy xuống để đó đâu có ấy được. Rồi mã 1 cho chị Nga Ngọc. Mã 1 cho Anna Phạm. Đúng rồi. Rồi dự bị cho chị Nga Ngọc. Chị Nga Ngọc em còn mã caro nè, size L luôn nè chị Nga Ngọc ơi, caro đẹp lắm, em bao á. Caro rất là đẹp nha. Mà em có hai con trắng mà nó đem nó kiểu như hàng treo mẫu á. Treo mẫu ơi, sợi dơ là gói bỏ vô trong bao là cũng hàng hộp luôn nha. Nhưng mà bung hộp ra rồi thì em chốt luôn, em tặng luôn nha mọi con này ha. Con này em chốt luôn nha, 80k thôi nè. Rồi con này 80k mã trắng giùm em nha. Do trong móc bung ra đấy thì tuột móc ra. Rồi lên đơm em mã này mã trắng giùm em nè. Size này size L luôn giùm em mã trắng nha. Rồi ai chút trắng lên trắng giùm em, 85k mã trắng size L giùm em ha, 75kg quay đầu cho em nha. Con này cũng áo hộp y thinh như vậy luôn á, nhưng mà kiểu như là trong bao nó treo mẫu á. Rồi lên trắng giùm em, 85k mã trắng. Trắng giùm em 85k. Rồi con sọc này có size M nè mọi người. Đưa một bao quần tay xịn lên đi. Dạ thì đem thứ ít, đem mỗi size ít thôi. Rồi mã trắng giùm em ha. Rồi con này con mã sọc size M nè. Rồi lên trắng 85k đi Phan Chiến ơi. Lên trắng 85k nha. Rồi lên mã này mã M giùm em ha. Chúc M lên M giùm em 85k. Nó mất hộp thì em bán 85 ngàn thôi. Hàng này cũng y thinh y chang như vậy thôi. Nhưng mà do là hàng treo mẫu á, nên là nó bung ra. Bung ra cái nào phải treo mẫu ra để khách nó biết được cái form với cái chất vải như thế nào á. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người. Lên mã này giùm em là mã M giùm em 85k size M. Size M này á, là từ khoảng nói chung là 45 cho tới 65kg vừa giùm em nha. 65kg quay đầu giùm em nha. Lên mã này giùm em là mã M. Mã M 85k giùm em mã M. Rồi trắng. Nếu mà cao 80kg vừa nha Phan Chiến ơi. Nếu mà cao là 80kg vừa nha. Giáo hợp phơm nó to lắm. Nếu mà cao là 80kg vừa ha. Size L mà to lắm. Nó không phải như cái hàng kia đâu. Hàng hộp này nó to hơn ha. Rồi mã M 85 cho Nguyễn Xuân Trang. Trời ơi đẹp như vậy nè mọi người. Con trắng này treo ấy nó bị dơ rồi. Kiểu như là nó bung hộp ra nó treo nó bị dơ rồi. Size XL nè mọi người. Đẹp cho nên nó còn ấy mát phía ngoài luôn nè. Nó bung hộp ra nó treo nó bị dơ. Trắng vậy bị dơ lắm. Bị dơ xíu ra thôi. Ai chút dơ lên dơ em chút 45k về xử lý mẹ em nha. Cái gì? Mã M đó, đang nắm trên tay là mã M. Rồi lên đơn giùm em, mã này mã trắng dơ giùm em 45k nha. Xấy trên L giùm em. Xấy trên L này mà nó bằng cái size L kia đó. Nó bằng size L. Rồi lên mã dơ giùm em nè. Rồi lên dơ giùm em 45k nha. Mấy con dơ này là 45k là em lỗ tụt quần luôn á. Mà do là nó bị bụi thì em phải chốt cho mọi người giá này để như em kêu mấy cái khác qua thôi. Trời ơi cái mạc trên cổ nó văng rớt ra luôn. Rồi mã dơ giùm em 45k màu trắng mọi người về dễ xử lý lắm luôn á. Dễ xử lý lắm luôn. Chiến Phan chốt trắng đi 85k đi Chiến Phan ơi. Chiến Phan nè, Phan Chiến nha quên. Có tay ngắn nha Huyền Trang ơi, nói chung là sớt không thiếu một cái gì hết trơn á. Rồi trắng dơ cho Linh Tuấn nè, cái gì cũng có hết trơn á, không có thiếu một cái gì hết trơn. Áo khoác, áo đồ, quần lửng, quần dài, quần kaki, rồi áo thun, áo sơ mi. Nói chung là toàn bộ đồ nam là cái gì cũng có, không có đồ bộ thôi. Đồ nam nè, nó không có đồ bộ thôi. Rồi trắng dơ dự bị cho Huyền Trang nè. Mẹ đi nè. Nhanh đi.
185 cho chiếc khoan. Rồi con này sấy trên lờ nữa nè mọi người ơi, mấy con này hàng hãng nha. Hàng, nói chung hàng hãng á. Hàng này bao bao chất bao đẹp nha mọi người nha. Rồi lên trắng giùm em. Trắng là trắng hãng. Rồi chốt luôn 75k mà trắng sấy trên lờ 75k. XL này là tương đương 60. 60 kg nha mọi người nha. Ai cao 65 kg thôi nha. Ai cao 65 kg mà vừa vừa thì cỡ khoảng 50 tới 60 kg thôi nha mọi người. Hàng này hàng thời trang. Nhưng mà hàng hãng xịn như thế này nha mọi người nha. Ai nhìn tan là biết ha, nói chung là như vậy, xịn đét như vậy nè. Em chốt luôn 75k nè, mà trắng sẽ đi lờ hàng thời trang nha. Hàng thời trang là phơm của nó phơm ôm, nó phải như phơm suông, phơm to như kia nha. Rồi trắng đi lờ giùm em tặng luôn 75k, toàn hàng cao cấp thôi. Mọi người nhìn áo này nè, bán mấy trăm ngàn một cái, bán mọi người có mấy chục ngàn à. Nó rẻ cực kỳ rẻ luôn nha. Đưa quần tay cho mọi người chờ xíu nha, quần tay lên em like quần tay cho em like áo khoác xịn nha mọi người chốt nè. Cái gì cũng có hết trơn á mọi người, không có thiếu một cái gì. Shop của nó đầy đủ. Mà đẹp nhất là quần jean nha mọi người nha. Quần jean đẹp lắm mọi người. Quần jean quần kaki với quần tay đẹp cực kỳ luôn. Nói chung là shop nó mới mở, nó sạch trơn à. Nói chung là dơ thì hiếm á. Bạn em chậm rồi đó Phụng ơi. Chấm chấm bài thả tim đi. Thích cái like đăng like giùm em nha mọi người nha. Chắc vừa. Rồi ai chốt trắng 75 mình lên trắng 75k giùm em nha. Mã khoác giùm em nè mọi người nè. Xịn không như vậy nè mọi người nè. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã khoác em chốt luôn giùm mọi người 99k mã khoác nè. Khoác khoác nam nha mọi người. 99k giùm em ha mọi người ha. Rồi lên đơn em mã đen giùm em 99k mã đen ha mọi người. Ai chốt đen lên đen giùm em 99k mã đen. Size này còn khoảng 65kg. Cao 70kg quay đầu giùm em nha. Nói chung từ 60 tới 70kg vừa giùm em ha. Rồi nhanh tay lên mã đen giùm em nè. Ai chốt đen lên đen em 99k. Bên trong của nó là lớp lưới nha. Áo hộp nhiều lắm. Chờ em xíu đi, nói chung lộn xịn nè. Lớp lưới bên trong rất là xịn nha mọi người nha. Nè, nó phải như hàng thường đó mọi người nè. Lưới bên trong của nó rất là đẹp. Nó phải dù bên trong mà là lưới nha mọi người nha. Lưới rất là xịn luôn á. Rồi lên mã khoác giùm em 99k mã khoác. Rồi áo xịn nó chưa kéo phê lắm mọi người. Rồi khoác giùm em 99k. Ai chốt khoác thì báo báo để em like. Còn hôm em like áo hộp ấy. Em đưa kéo áo hộp lên rồi nó nhiều quá em like cho nó gọn. Còn ai chốt quần tay quần đồ, nói chung cái gì cũng có mà mọi người phải canh chứ giờ. Đâu có kéo lên một lần được hết mọi người. Nó nhiều quá đâu kéo lên lần hết được. Rồi lấy mã đỏ giùm em nha, 99k giùm em mã đỏ, nón là nón rời nha mọi người nha. Size này là size 3XL giùm em nè. Con đỏ này size 3XL giùm em 99k mã đỏ nha. Toàn bộ là hàng là em bao cho mọi người luôn ha. 99k giùm em mã đỏ. Bây giờ mà hàng shop mà mọi người mua chờ mà giá rẻ nhưng mà hàng em bơm kho là không có nha mọi người nha. Hàng shop là bây giờ mua là phải giá nói chung là hợp lý người ta mới bán, chứ bây giờ người ta mở cái shop ra người ta thanh lý nó lỗ rất là nhiều rồi. Anh ơi mà bây giờ mà chờ mà rẻ như mà hàng kho nó tồn á nó bán thì không có. Cái này do hàng shop nó mới mở á mọi người ha. Rồi lên đây em mã này mã đỏ giùm em, size này 3XL nha. Áo nam giùm em 99k mã đỏ đẹp chưa nè. Nón này nón rời nha, thích thì gắn còn thích thì tháo ra được ha mọi người ha. Rồi đỏ giùm em 99k mã đỏ. Đỏ 99k cho kinh xịn nha. Cô Tâm. Trời ơi, kaki xịn đét luôn. Áo khoác nó ít lắm, ai chốt phải chốt tranh thủ giống có nhiều đâu mọi người ơi, xịn lắm luôn. Con này là 440, size 54 nha, con này giá 440. À, em chốt luôn cho mọi người, con này 175k thôi. Ai đã mua mấy cái này cho chồng mình rồi biết nha. Rồi em chốt luôn cho mọi người 165k đi, 165k giùm em nè.
Nó xịn như vậy nè, ai đã mua cho chồng mình thường xuyên là biết size 54 nha mọi người. Hàng Quảng Châu mà hàng cao cấp nha. Cái này mọi người 400 ngàn mọi người có mua không được đâu. Nói chung cái này là giá của nó là giá bình dân đó nha. Còn mà như ví dụ mà hồi đó em bán là nó đã giá 460-470 rồi. Hồi đó em bán trên 3 triệu mà 2 năm trước đó. Không chỉ là bây giờ nó phải cao hơn đó. Nhưng mà cái này là mặt bằng của người ta, thành như là người ta bán nói chung không tốn tiền mặt bằng nên là nó rẻ hơn. Nó có chỗ nó bán 500 mấy, nhưng mà con này nó bán ở đây bán có 440 thôi. Rất là xịn, hàng Quảng Châu size 54 nha. 165k dùm em size 54. Ai thường xuyên mua cho người nhà mình thì biết nha. Rất là xịn như thế này nè. 165k dùm em nha, kaki xịn nha. Kaki xịn dùm em ha, xịn đét luôn. Size 54. Rồi lấy mã này mình dùm em, mã kaki dùm em ha. 165k size 54 dùm em. Size 54, 165k. Rồi 165k cho Ngọc Diệu này, dự bị cho Huyền Trang còn này. Huyền Trang ơi, sáu mươi lăm ký rộng không ạ? 54 là phải rộng rồi đó. 65 ký mà chốt size 54 là rộng rồi. Hồi này để cho Huyền Trang đi, size 54 to lắm. Size 54 là to đó, không vừa đâu. Chờ xíu có Sumitaro nhiều lắm. Rồi 80 ký là Huyền Trang vừa nè. Giờ bỏ cái đơn của Ngọc Diệu đi cho Huyền Trang đi. Trời ơi, toàn xịn như vậy không nè mọi người nè. Rồi con này size 7XL dùm em nha. 165k dùm em size 7XL. Trời ơi đẹp xuất sắc. Xịn chưa. Rồi ai chúc lên đơn dùm em mã này dùm em là mã 3X đi. Dày xịn đẹp như thế này nha mọi người nha. Xịn quá trời luôn. Rồi 165k dùm em mọi người mua trên like được. Ít có khi nào tụi nó like cái hàng này hàng mắc chứ. Với lại là chỉ có hàng shop thì nó mới đầy đủ như thế này để mọi người mua thôi. Rồi size 3XL dùm em nha. Là nó xịn nè. Rồi 165k dùm em mã 3XL dùm em nha. 165k 3XL ha mọi người ha. Trời ơi cái áo nắm nó chất lượng luôn nha. Cái này mọi người xài được hai cái nha. Có thích thì gắn nón vô, còn thích thì tháo nón ra nha mọi người nha. Ví dụ đi xa đồ này kia á thì mọi người lạnh hoặc là nắng nhiều quá thì mọi người trùm lên, còn không thì mọi người tháo gỡ nón rời ra nha. Rồi mã 3X dùm em 165k cho Huyền Trang nè. Cái này mà ai lấy về bán shop là ngon lành luôn. Cái này mọi người đi nhập sĩ gì là giá bao nhiêu chết mẹ rồi. Kéo sao đứt cha cái mạc ra rồi. Ai nhập sĩ bao nhiêu là mọi người biết rồi. Giá này quá rẻ. Trời ơi, kéo sao bực mẹ này ra luôn. Rồi bái đi là cho Huyền Trang. Rồi về cho Nguyễn Xuân Trang. Còn màu khác này nè. Còn màu khác này này Xuân Trang ơi. Rồi cái này màu nâu nè. Màu nâu size 54. Màu nâu size 54 nha. Cái này người ta chưa có teo lên nè. Còn mà teo lên mà mấy cái ấy dư là. Rồi con này 2XL nè. Đi trang con nâu đó. Nhưng mà con này size 2XL nha. Tiếp vô mà có phát hiện bị cái lỗi gì là báo nhân bôi. Do không có nhìn thấy đâu. Do biết sao mọi người. Hè nó nhiều quá rồi. Tự nhiên em bung ra em like thôi. Chứ nhiều khi á, nhiều cái nó cũng có teo ấy. Nhiều khi nó bụi á, em không thấy á. Còn mà thấy là bên em bỏ ra. Teo nó bị nhảy. Con này em chốt thì nó hơi dơ cái vai á, hay bị bụi cái vai ấy. Em tặng cái này cho mọi người 145k cầm em bụi nhưng mà cái này mọi người về xử lý ra nha mọi người. Size 2XL giùm em mã bụi giùm em 145k. Nó hơi bụi trên vai thôi. Nó hơi bụi thôi nha mọi người nha, lên mã bụi giùm em. Nó bụi trên vai mà mọi người kiểu như là lau sơ là nó ra ha. Em tặng luôn cho mọi người, em giảm 20.000 mọi người về xử lý nha. Cái gì vậy trời. Nó là đồ nhiều quá rồi nói nè.
Cái này size 2 XL. Chết rồi. Sao hàng nó nhiều quá, nhiều khi vận chuyển rồi là kiểu như dặm lên nó, cái này dặm lên nó bị bể mẹo chút ra rồi. Cái này dặm lên đó mọi người, cái này về đưa ra ngoài tiệm nó đóng lại giùm em đi. Cái này nó kiểu như áo ủng vặn nó vô hả? Cái này có ốc hả? À, cái này là ốc. Rồi dặn vô rồi. Nó xúc ốc ra. Ok. Cái này tặng đại cho Ngọc Diệu đi ha. Chị tặng đại 99k về xử lý cái nút nha. Đưa ra chỗ tiệm thì nó đóng thì không bao nhiêu tiền hết trơn á ha. Rồi cái này chị tặng cho em 99.000 đi lên mã lỗi đi. Nó bị ái nút rồi. Cũng như nó nhiều khi mình vận chuyển hoặc là hàng nhiều quá leo lên á, để cho chồng leo lên leo xuống á, dặm nó bị bể nút ngay đây nè. Rồi lên lỗi cho mình ai chút lỗi lên lỗi em tặng 99k nha, xịn lắm. Lỗi nó bị ái nút ra mọi người bỏ, kiểu như là ra ngoài chỗ tiệm sửa đồ nào nó cũng có sửa hết trơn á. Ra tiệm sửa đồ là có sửa hết nha. Sửa đóng nút lại có mấy ngàn thôi. Em có nút mà giờ em làm biếng. Nhiều cái nó treo mẫu bên ngoài á mọi người. Treo mẫu bên ngoài thì nó bị bụi á. Nếu mà ai chốt về cho chồng mình hoặc là kiểu như mà bận đi làm đi đồ á thì chốt con này. Em sẽ chốt lỗ cho mọi người với giá là 49k mã lỗ giùm em size 54 nha. Con này size 54 á. Ai chốt chịu chốt thì giải nha mọi người. Chứ ra còn cái này là không có mắng dúa giùm em hai con này nè. Kiểu như là nó bị giờ là em lỗ nó hai con size 54 luôn. Nhưng mà cái này nó kiểu nó treo phía cái ngoài cửa kính đó mọi người. Thành ra là nó nắng vô nó kiểu như nó cái màu của nó mọi người nhìn nó bay bay màu này mọi người thấy không? Đó em chốt tặng cho một comment cái này mọi người, ai mà kiểu như là cho chồng hoặc là cho người nhà mình đi nắng đi lạnh rồi này kia mọi người chốt em chốt tặng 49k thôi. Rồi lên mã này mã lỗ giùm em 49k nha, lỗ trời ơi chóng mặt luôn. Xịn lắm luôn á, ai đã mua cái này cho thường xuyên cho chồng cho đồ mình biết rồi, xịn lắm, kaki này rất là xịn luôn. Rồi lên lỗ em tặng 49k về mọi người, xử lý còn không mọi người nhuộm đi. 49k lỗ giùm em này size 54 nha mọi người, nghe rõ giùm em size 54 nha. Em có hai con nè, em bán rất là thẳng thắn mà rất là ngay thẳng, không có kiểu như lương lẹo này kia đâu, cái nào bị sam nói vậy. Ai chịu thì chốt, còn chịu về thôi, không chịu về để cho. Vậy chứ nhiều khi ngồi quê cái này bị nắng nè. Hàng nào nó phải treo lên mới bán được mọi người không? Cái nào phải treo lên, nhưng mà treo nhiều khi ngay cửa kính này là nắng nó táp vô á. Phía ngoài này nè, nó bị bạc. Con này bị bạc nhiều. Bằng nắng bằng lạnh là ok á. Bằng nắng bằng lạnh là ok nha mọi người nha. Chúc em hai con luôn chị rồi ok nè, cho hình anh Phương đi. Mọi người biết sao không? Em thấy một cái là mọi người đã chốt cái lỗi rồi á, là về không có kiểu mà mắng vốn mắng đồ vậy. Em biết sao mấy hàng lỗi đó là em đã lỗ nhiều rồi. Hai con lỗi là hai con sau nè, con nói với con này. Còn con kia là 99k cho Trang Ngọc Diệu nè. Con 99k là con lỗi trước tiên á. Rồi ghi dự bị cho Huyền Trang với dự bị cho Nguyễn Xuân Trang. Cái con kia là dự bị Huyền Trang với Nguyễn Xuân Trang trước đó. Cái đó của hình anh Phương đúng không? Rồi Huyền Trang với Nguyễn Xuân Trang bỏ cái kia vô. Rồi cái một tiếp một con lỗi này cho hình anh Phương dơ bụi nè. Thực tế qua nó mà cứ dở đây lên nó vẫn thơm. Rồi cho hình anh Phương luôn hai con đi. Nó xịn lắm mọi người, nói chung rất là xịn. Rồi ghi 49k vô đó nha. 49k. Giờ em tiến lên quần tay cho mọi người nha. Quần tay xịn lắm nhưng mà chưa có đưa lên được á. Cho nó gọn gọn, như miếng áo hộp nó cồng cờn ngay đây nè. Trời ơi, vải nữa là em bao đẹp bao chất nha. Size này size 2XL giùm em nè. À, con này dạng như là nó gần y chang áo nữ của mình á. Áo nữ luôn á mọi người, dạng này màu muối tiêu. Size 2XL có túi trong hết nha mọi người nha. Size này chắc cỡ khoảng 70kg quá. Size này chắc cỡ khoảng 70kg. Size 2XL có túi trong, hai túi trong nha. Áo nam này bận hơi bị sướng mọi người, không cần phải mang găng tay luôn nha. Rồi ai chốt mã này giùm em nha. Lên mã này mã khoác nam giùm em 85k, siêu mát nha mọi người nha, mát lắm. 85k size 2XL giùm em nha.
ai mà muốn cho người nhà mình mà bận, ví dụ mà nữ mình mà size to vẫn bận được nha, nữ mình size của khoảng 65-75kg vẫn bận được cho em nha mọi người nha. Còn nó là áo nam nhưng mà nữ mình vẫn bận được là do bự á đó. Do bự thì bận được ha, nói chung là vậy. Đẹp lắm luôn mọi người, 85k rất là xịn, chất rất là xịn. Chất của nam nó còn xịn hơn chất của nữ, nó dày lắm. Trong này nó có túi, túi to kinh khủng. Cái này mà hồi xưa mà đi lấy hàng là bỏ tiền là hơi bị ngon, bây giờ chuyển khoản thôi, chứ hồi xưa mà tụi em đi lấy hàng á, hai bên hai túi là tiền, tiền mà sợ. Nè, cái này kéo lên 85k nhìn em nha. Trời ơi, ai mà không chốt quần tay được, hôm nay là uổng lắm luôn á, quần tay đẹp lắm. Tay quần win rồi đẹp lắm luôn, nhưng mà cứ em like thì cần lần lần người chốt. Em nó sợ mất lọc luôn á, cái lô đó là sĩ là nó gọi nó chốt liền ngay và liền cái lô số nam đi số nữ đó luôn. Mà em hết hàng bán rồi, thành nên là em để em bán, em không có ra cho sĩ đó. Chứ không phải là hàng bây giờ nó cháy hàng. Rồi con này size 3XL giùm em nè mọi người nè. Rồi con nâu này size 3XL nha, tặng luôn 149k mã nâu. Rồi mã xám cho Ngọc Diệu, dự bị cho Đoàn Thị Hồng Loan. Rồi ai chúc mã này lên mã nâu thì em tặng con này 149k nha mọi người. Size này là size, con nào không có bị gì đâu nha mọi người. Con nào bị gì em báo size 3XL nha, nó xịn y chang như mấy con kia vậy đó. Quảng Châu, hàng Quảng Châu cao cấp cho em nha mọi người. 149k, nó bằng áo qua, nó bằng ba cái dù thường thôi, nhưng mà kaki bận là rất là chất lượng nha mọi người. Kaki này là bận hơi bị phê luôn á. 149k giùm em này. Size này là size, em mới đọc mấy trên L, 3XL, 3XL giùm em 149k. Con này quá đẹp, 149k giùm em nha. Rồi lên đây giùm em size 3XL 149k. 3XL 149k giùm em này. Bài giùm em nha mọi người nha. Chấm bài giùm em. Ông ba mấy ông ba cũng bận cái này không biết. Bởi vì ghê cho. Má cái đó nó xịn quá trời, nó rẻ nó rẻ nhiều ghê luôn á. Mấy con này nè, con này xịn cực kỳ luôn. Rồi còn mấy con xịn này, la mấy con xịn này cho mọi người chốt luôn nha. Giá rất là mắc luôn nha mọi người. Con này là size cu 6XL ạ. 1 2 3 4 5 6 7XL luôn trời. Nhà có người nhà size to cỡ này chốt đi tới 7XL luôn. Trời ơi. Trời ơi, đã chưa nè mọi người, size 7XL nha mọi người nha. Rồi to quá em tặng luôn cho mọi người 149k luôn nha. Ô chị Hiền chuyển gì chốt cho anh Sơn cái này được nè ta. Ô cái này to kinh khủng luôn á. Rồi 149k nha, size đại giùm em nha, 7XL, cái này chắc 150kg quá. Cái này ai mà có người nhà có khoảng 150kg chốt thì size tới 7XL nha mọi người nha. Size 7XL giùm em 149k, do size to quá anh tặng nha. Hàng thì đẹp, nhưng mà do size nó to quá thể luôn mọi người ơi. Trời ơi, tràn màn hình luôn. 7XL giùm em 149k nha mọi người nha. Size 7XL giùm em 149k. 7XL giùm em 149k, size 7XL. Rồi con này size 54 nè. Rồi con này size 54 nha mọi người nha. Cái đó ghi đi, ghi cho bác Sơn đi con nói đi. Rồi con này con size 54 giùm em nè mọi người nè. Rồi con này 2XL. Rồi lên mã này giùm em mã 2X nha mọi người. Mấy con này kêu biết bên ngoài làm sao á, nó lỗi chứ rồi trời. Mấy con trong mập. Rồi ai chút lỗi lên lỗi đem chút luôn 49k đâu, lầm thiệt luôn á trời. Này size to quá nhà ai bận vừa đâu. Lỗi này size 2XL giùm em 49k. Có hai con, một con 54 với con size 2XL nên tặng lại 49k hết đi nè.
Rồi lên lõi đem tặng 49k đi. Rồi rồi rồi, ok ok, Phan Chiến lên sơ mi liền á. À, lõi 2XL nè. Trời ơi, lõi nhiều ghê luôn á, chết không. Lõi cái này chết luôn á. Lõi 2XL nè. Rồi một con lõi size 54 nha. Chốt lõi 54 lên lõi size 54 nè. Lõi 2XL cho hình ảnh Phương nè. Rồi một con lõi size 54 nè. Trời ơi, chết rồi. Thì mở ra thấy vậy không có vui một chút nào luôn. Rồi con lõi này size 54. Cái chốt lõi size 54 lên lõi size 54 giùm em nha. Có 49k thôi nha mọi người nha. Treo nó bị bạc, nó bị bay màu quá. Em nói cái này, em nói rõ ràng. Nè Phương chốt chốt luôn con này, để chốt luôn 35k đi, thề luôn. Em mà bán không thể nào bán được, nói chung 400 mấy chục ngàn size 56 nè. Rồi con lõi này chốt luôn 35 ngàn đi. Lõi 54 cho lõi 54 cho Huyền Trang. Đó quên anh Phương đúng không? Anh Phương đơn đâu? Làm lại đi, nhanh đi, tao like cho lẹ. Chứ là cứ ứ hàng là không có like được đâu. Rồi 54 cho Huyền Trang nè. Lõi 54 cho Huyền Trang. Em còn con 56 lõi nè. Còn anh Phương đâu, lên đây tặng luôn nè. Rồi lõi cho 35k cho anh Phương luôn đi nè. Con này 35k nè. Rồi chết. Mấy con nó thôi, hết không có like. Thôi lỗ nhiều quá, thôi dẹp cái này. Cái này hết áo cà kinh rồi, nó cà kinh rồi, có mấy cái mà nó treo mẫu hàng đẹp, nó phải treo bên ngoài đẹp, treo lên để cho bắt mắt vô, nó này treo ngoài thì nó bị bay màu, lỗ gì quá chóng mặt rồi. Sử dụng áo khoác nữ chưa, áo khoác nữ mọi người, con này lọt nó áo khoác nữ nữa. Rồi lên mã đây, mã khoác nữ giùm em nha mọi người. Rồi khoác nữ giùm em 59k mã khoác nữ đi. 40 cho tới 50 cho tới 60 kg đi, khoác nữ giùm em 49k. Con này là con size 54 nè, 54 của Huyền Trang nè. Rồi con này là con 56 35 nè của anh Lê. Không có thằng anh Phương. Rồi con này 50 em mấy nha mọi người. Nữ là 59.000 á, Xuân Trang ơi, nữ 59k, thấy ai là đập người đó rồi chứ giờ sao. Nói chung là chị thấy ai chị đập người đó Ngọc Diệu ơi. Bởi giờ chấm bài đã nhiều khi ẩn comment em thấy nhưng mà chị không thấy thì sao chị đập. Đâu phải là comment lên nhiều khi nó hiện, nhiều khi không hiện. Rồi em lên sumi hộp nha mọi người nha. Sumi hộp thì em bao cho mọi người luôn. Có bị quá thì bỏ bao luôn. Rồi con này size L giùm em nha, hàng nhập túng giùm em ha. Rồi con này size L. Trời ơi cái màu này nó đã nè mọi người nè. Em bung ra là em tặng luôn 85 ngày hàng nhập túng nha mọi người nha. Em bung tặng luôn 85k size L. Trời ơi đẹp lung lên vải mắt rượi luôn. Vải mắt rượi luôn nha mọi người nha. Rồi nha, tay lên mã đây giùm em, mã tím size L. L này nếu mà ai cao là 80kg bận được luôn cho em nha mọi người. L này nếu mà 80kg là cao là bận được luôn giùm em nha. Rồi nhanh tay lên đây giùm em. Ủa Ngọc Diệu hình như có con loại sao chứ Ngọc Diệu. Em có con nào rồi chưa? Có con nào chưa? Trời ơi cái hàng hộp này em nói sự mọi người đẹp lắm luôn á. Vải đẹp cực kỳ luôn. Em chốt có 85k thôi nha mọi người. Em bung trong bao ra đó. Mát lạnh luôn, cái vải nó mát lắm. Size này là size L giùm em nha. Hàng của công ty á, nói chung là hàng của Nhật Túng. Rất là đẹp. Rồi lên đây giùm em mã tím giùm em. Size này size L 80kg quay đầu giùm em ha, 85k. Nói chung mọi người mua mấy con này mang đáng đồng tiền, rất là mát luôn. Rồi 85k. Em đem ra em chốt 85.000 còn nằm trong hộp. Size L là cỡ khoảng 90kg. Cái L khoảng 90kg. Rồi con này cũng size L luôn giùm em nha. Ai chúc size L lên size L giùm em. Cái này nó đang sale. Màu xanh giùm em. Ai chúc xanh lên xanh giùm em.
Rồi Trúc Xanh lên xanh giùm em nha mọi người. 85k xanh lời giùm em mã xanh. Tay dài nha mọi người, con này tay dài. Ủa sao kêu đu bằng tay lên mà sao em đu vậy ta? Rồi lên đơn mẹ em mã xanh giùm em. Tay dài mã xanh giùm em, 85k mã xanh. Cho cái ấy vô nè cho nó khỏi mất giá trị nè. Xanh 85k cho hình anh Phương. Rồi con xám giùm em ha. Con xám xanh lờ cho con này sang quá. Con này 95.000, con này rất là xịn luôn. Con này vừa sang xịn mịn nha, con này đẹp lắm. Con này sang cực kỳ mà vải bên ngoài đẹp lắm nha. Con này là cái tay của nó chứ không phải cái túi đâu nha mọi người. Thành nên đừng có nghĩ là cái túi, cái này là cái tay nó xếp để lọt ra. Cái này cái túi nằm bên này nè, còn đây là tay áo nha mọi người, để nó phân biệt áo tay dài tay ngắn. Rồi lên xám giùm em 95k, con này quá đỉnh luôn. Xanh lờ giùm em. Xám 95k nó in luôn trong này nè, đẹp lắm luôn. Em nói thật sự bên ngoài đẹp lắm. Vải đẹp lắm, sờ vô nó mát lạnh cái tay luôn á. Rồi lên đây em mã xám giùm em ha, 95k mã xám em. Rồi xám giùm em 95k mã xám. Rồi con này con caro nhí xanh L, cái này là em like từng size đó. Ai chút thấy trên L em bóc nguyên cọc biết trên L em like luôn ha. Rồi con này 95k. Nó tùy theo. Em chốt size L đó là được, còn không mà nếu mà chồng em hoặc là người nhà em thấp thì em chốt size trên L ha. Còn cao thì chốt size L là vừa rồi ha, tùy theo chiều cao. Cái này áo hộp. Xám là 95 á, Phan Chiến nó lên này lên nha, do nó tùy theo. Nó không phải là áo hộp nó một giá nha, áo hộp nó rất là nhiều giá chứ không phải là cái nào nó cũng giống nhau đâu nha. Nó phải có hàng cao cấp và hàng này hàng kia. Rồi con này con caro giùm em nè. Ai chúc caro lên caro em tặng luôn 85k. Đấy con này em tặng 85k này, mã caro nè, caro nhí nha mọi người nha. Ở ngoài mọi người nhìn đi nó đẹp hơn, nói chung nó chá chá màu. Rồi lên đây giùm em mã này, mã caro giùm em. Ai chúc caro lên caro giùm em ha, con này giống tay ngắn vậy ta. À tay dài. Rồi con này con caro giùm em ha, 85k mã caro nhí. Caro nhí 85k giùm em ha. Ai chúc caro nhí lên caro nhí giùm em. Cái này mà hôm Tết mà có này nó thật sự bán mê luôn, bỏ vô bọc nó lại đi. Caro nhí 85k giùm em ha. Bỏ vô mấy bọc hàng của nó lại đi. Rồi hàng hàng Vũ Tuấn á, mọi người size L giùm em ha. Rồi con này là treo mẫu quỳ bụi ra nè. Con này con dơ vai. Con này bị dơ vai rồi mọi người. Rồi lên đưa mẹ mã này, mã dơ vai giùm em nha mọi người. Ai chúc dơ vai lên dơ vai giùm em ha. Ai chúc dơ vai lên dơ vai giùm em, hàng Vũ Tuấn đó mọi người. Ai xài rồi thì biết nha. Rồi lên dơ vai em tặng luôn 39k về giặt sơ giùm em nha mọi người. Rồi dơ vai giùm em size L 39 dơ á. Cái này nói chung là nó bị dơ đó. Về giặt sơ giùm em đi, 39k giùm em mã dơ. Cái nào dơ ghi trên mạc nha mọi người. Giờ có ghi không vậy trời? Mấy hàng dơ hàng lỗi có ghi không trên mạc á? Biết ra luôn rồi. Mùa dơ chứ trên đó là có chữ dơ hết mà, trên cái bill nó có chữ dơ hết mà. Không ngồi nghe. Có người ta bỏ bill ra. Rồi mua hai cái thôi, bỏ bill ra lấy bill kia bỏ vô được à. Rồi dơ vai 35k cho Huỳnh Anh Phương. Giống nhau y chang luôn, có gì vậy? Trong đó nó có một ri hiểu không? Nguyên một ri như vậy đó. Gọi là treo hai cái lên nó bị dơ, còn cái nằm trong bọc nó không có bị dơ. À cái dơ đâu, có cái 175.000 nữa kìa chứ sao đâu ra. 175, 165.000. Đấy viết gì vô. Xấy trên L này mọi người nè. Rồi con này xấy trên L cho em nha mọi người. Rồi xấy trên L em tặng con này luôn cho mọi người 75.000 thôi nè. Size ít trên L nha, có cần bung ra không ta? Khỏi bung đi. Này con này xấy trên L. Ai chúc mã tím lên tím em tặng luôn 75.000, áo hộp mà 75.000. Rồi tím em 75k, ủa sao kêu đưa quần tay lên mà? Rồi tím em 75k. Người trên đó đó. Đó. Ừ.
Rồi mày đồ đậm vô thì mày dốt dữ luôn. Cầm bút xanh lên. Tay ngắn thì nó có dạng caro nha, caro mà hàng Hollister đồ này kia á. Có caro hàng Hollister nha. Rồi em lên cho cọc giấy trên lờ nè. Cái hàng này là không bao giờ qua mốt nha mọi người. Quanh năm suốt tháng đi đám đi tiệc đi đồ này kia á, mọi người đóng áo vô thùng mọi người phải mua cái này ha mọi người ha. Đem vừa thôi. Đem mỗi riêng một size hay là nhiêu đó thôi, đưa chi nhiều. Ai còn đang xem mà hỏi quần tây thì chấm bài nha, mà size gì nha, bóc đựng bóc cái size nhỏ không các em. Mọi người muốn chốt quần tây size gì mọi người comment nha. Cái caro mà tay ngắn á, có phân ra chưa vậy? Được ít tay ngắn lên rồi xám giùm em nè, xáy trên lờ mà xám nè. Kaki lẫn đầy đủ, nói chung là đầy đủ, có thiếu cái gì trơn á. Đầy đủ luôn, có thiếu gì đâu. Nói chung là hàng tốt thì nó có thiếu cái gì trơn. Rồi con này giùm em là mã xám, xáy trên lờ giùm em nè. Ai chút xám lên xám, ít trên lờ nha mọi người. Rồi xám giùm em, xáy trên lờ 85k mã xám. Rồi xám ít trên lờ giùm em 85k nha mọi người. Xám xáy trên lờ giùm em 85k giùm em mã xám. Xáy trên lờ nha, 85k giùm em mã xám. Rồi lên đây em mã này mã xám đậm giùm em. Ôi 28 rồi ok. Ông vừa bóc lên cọc ta 28 xịn đét luôn. Rồi lên mã này mã xám đậm giùm em nha. XL là từ khoảng 80, nói chung 75 cho tới 90kg à, Nguyễn à, Truyền Trang ơi. Từ 75 cho tới 90kg vừa là xáy XL á. 75 tới 90kg tùy theo chiều cao nha. Rồi lên xám đậm nè. Cái màu này đẹp mà. Em cho mà dồn tới mấy ngày lần nha. Có nha chị Vân Lê ơi, quần tây đẹp lắm, sự sự lắm không? Rồi lên đơn con này nó đậm hơn con kia nha mọi người. Con này nó đậm hơn con kia đó mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em ạ, này mã sắm đậm giùm em ha, 85k mã sắm đậm. Ai chú sắm đậm lên sắm đậm 85 nha. Sắm đậm 85k. Sấy trên lờ nha mọi người, sắm đậm 85k giùm em. Bao bỏ vô đi. Nè. Nên bao nó bỏ vô đi. Sắm đậm giùm em 85k. Rồi con này mã da giùm em nè. 70-80kg mà biết chiều cao với chồng em bận sai gì em cứ chốt sai đó thôi, chứ làm sao mà chị biết được chiều cao của chồng em như thế nào. Mỗi người mỗi tạng người phong người khác nhau quá. Hay mua cho chồng mình sai gì chốt sai đó thôi. Rồi lên mã da giùm em, xí trên lời giùm em mã da 85k mã da. Rồi da giùm em 85k, chút da lên da 85. Rồi caro xám thì xí trên lời luôn nè. Chấm bài men đi mọi người ơi. Rồi caro xám này xáy trên lời giùm em nha mọi người. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á. Cái này là caro nhí nha mọi người nha. Bên ngoài nó là caro nhí nha. Em tặng luôn 85k đi. Rồi 85k caro nhí giùm em xáy trên lời. Nó dạng như là nó nhí 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 đẹp lắm. Rồi caro nhí xáy trên lời giùm em 85k. 75 cho tới 90kg mới vừa đọc xong bác thì. Rồi caro nhí giùm em 85k, 75 cho tới 90kg. Có bụng là vừa đó chị Phương Lê ơi, vừa nha. Nếu mà có bụng là chút xí thì là vừa thoải mái. Rồi con này con xanh ngọc giùm em, tặng luôn 85k mã xanh ngọc nha, này caro nhí nhí này. Bên ngoài nó caro nhí nó đẹp lắm. Rồi lên mã xanh ngọc giùm em nha, xáy trên lời giùm em 85k mã xanh ngọc. Xanh ngọc 85k, cứ 75 cho tới 90kg là vừa tùy theo chiều cao ha. Rồi lên mã này giùm em, mã rút giùm em cũng là xáy trên lời nha, nãy giờ em like toàn bộ xáy trên lời nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm em mã này mã rút giùm em 75k mã rút. Rút 75k giùm em mã rút ha.
Rồi ai chúc Sunny lên Sunny giùm em nè. Hàng Valentine đó. Rồi Sunny chúc luôn 75k sấy đi lời mẹ mã xanh đen. Hàng Valentine đó mọi người, ai xài Valentine nha. Rồi lên đây mẹ mã xanh đen 85k mã xanh đen. Người chốt cho em like quá được em like rồi đâu. Có ai bán cái áo hộp mà giá đó đâu mọi người. Áo hộp mà giá này nó rẻ bèo nhiều luôn. Xanh đen cho Phan Chiến. Nghĩ sao mấy màu đẹp không chốt trời. Trời ơi màu xanh ngập với màu màu xám nó đẹp. Caro xám diện nó đẹp muốn xỉu luôn không chốt. Rồi lên con này con xám đậm giùm em ha mọi người. 85k mã xám đậm. Trời ơi cái con xám như con màu màu xanh xanh ngọc. Con xám nhẹ nhuyễn nó đẹp lắm luôn á chị Phương Lê. Nó còn đẹp hơn màu xanh đen. Em bán thì em rất là thiệt hả. Cái con mày thay cái bao chứ mày làm gì vậy. Trời ơi cái bao nó hơi gì mà nè. Con xanh đen kìa. Mày mới tôi vừa thảy lên cái khay nữa. Rồi lên đây giùm em mã này mã xám đậm giùm em ha. Rồi em lên ngồi tay nhé mọi người. Lên áo sơ mi rồi đâu ai chốt chốt rồi. Em thích lên em lên chơi chơi. Rồi em lên ngồi tay xịn nha. Rồi xám đậm cho chị Phương lên. Em lên ngồi tay xịn nha. Chị chốt con xám đậm em vừa thả xuống chứ không phải là con xám con caro xám đúng không? Đó con xám đậm là con mới vừa thả xuống. Con caro xám này nó đẹp muốn chết luôn. Con caro xám với con xanh ngọc này nó đẹp muốn xỉu luôn. Trời như chốt nè. Cái con này đẹp quá trời luôn. Con caro nè. Caro này nó sang muốn chết luôn. Ai mai nguồn tay đây mọi người. Mai mà rất mẫu nhiều quá em nhé. Rồi quần tay là quần tay cao cấp cho em nha mọi người nha. Nè. Ai xài những hàng này chưa nè. Đợt trước em like 149k đó mọi người nhớ không? Ai đã nhận được rồi là biết nha. Trời ơi nó đẹp dã man luôn. Rồi nhìn bên trong. Xuất sắc như thế này. Con này size 28 giùm em nha. Xịn gọi là xịn đét luôn nha. Ai chốt size bao nhiêu thì mọi người comment size để em lên size nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em. Con này size 28 135k ha. Con này em để con bố món vận tay mình xa 28 rồi con này lên mã 1 cho em đi nè. Làm gì còn đâu lên áo khoác còn áo khoác dù vậy áo khoác ấy thôi à còn kaki hết rồi. Nó chốt đi áo khoác kaki mà để rất mẫu lại. Con này kiểu như là nó kẹp mẫu nó hơi bụi như đây. Rồi em chốt luôn nha mọi người. Con này em tặng 99k nè. 99k rồi size 28. Rồi lên mã giùm em. Con này là mã 45. 99k size 28 giùm em mã 45. Rồi 99k nha mọi người. Con này nó hơi bụi nghe đường này xưa này chút xíu nè. Rồi em chốt luôn 99k size 28 nha. Mã này mã 45 nha, nó có cái mã bên trên nè, khỏi bị lộn ha. Rồi 99k giùm em mã 45. Mã 45 giùm em 99k. Ai muốn chốt size bao nhiêu mọi người comment size nha. Chị caro xám. Trời quăng vô trong kia rồi. Rồi mã 4599 cho Nguyễn Xuân Trang. Coi kiểm tra nha, mở ra coi thử coi ship luôn. Xếp cái mạc ở nền chiều nó hay sao. Lật cái kia lại. Bỏ cái mạc ra ngoài đúng rồi. Quay ra. Xếp là nhìn nha. Có mang máy kính á nhìn thử là có bị dơ hay bị bụi hay bị cái gì thì báo cho khách. Thế nhiều khi bán dơ trên live không có nhìn thấy đâu. Do hàng xốp là mọi người biết sao. Hàng xốp nhiều khi treo đồ này kia thành nên chứ không phải là nằm ở trong bọc. Nó không có hàng treo nữa. Rồi size này xanh đen giùm em. Size 28 giùm em mã xanh đen. Rồi con xanh đen này xanh 28 thì em mã xanh đen nè. Hàng đẹp hết như vậy nha mọi người. Rồi xanh 28 thì em mã xanh đen thì em. Hàng này chai hàng Việt tí nó có may logo bên trên này ha. Rồi mã xanh đen thì em tặng luôn 85k đi. Rồi con xanh đen mọi người nhìn cái lốt trong của nó may nè, nó chằng. Nó chằng, xịn đét luôn.
Rồi xanh đen size 28 em chốt tặng 85k, xanh đen size 28. Xanh đen size 28 giùm em 85k mã xanh đen nha. Xanh đen size 28, 32 có nha Nguyễn Văn Anh. Size 32 có, nói chung là đầy đủ hết chứ. Rồi con này con đen giùm em nè. Rồi em tặng luôn con đen này cho mọi người nha. Trời ơi, con này đẹp. Rồi tặng luôn con đen 99k. Rồi xanh đen nha Nguyễn Xuân Trang luôn nè. Cái lô này nó sự mọi người, lô này hàng xốp không thành nên mọi người nhận về phê lắm. Hàng nó xịn đét à. Nên là nhận về bao phê lên mã đen giùm em 99k mã đen, mua được rẻ, rất là rẻ luôn á, thật sự luôn, nó xịn như thế này nè. Rồi 99k giùm em mã đen. Size 28 giùm em nha mọi người nha, mã đen giùm em size 28. Có 32 trên này luôn nè, chờ xíu này luôn 32. Ủa xanh đen ra chưa? Ra rồi xong bỏ vô. Rồi đen cho Nguyễn Xuân Trang. Xanh đen thì vẫn bận đi học bình thường mà chị. Điều là nó may kiểu ấy thôi, Hàn Quốc thôi chứ còn bận được hết mà. Rồi con này con xám luôn giùm em nè. Mà kiểu như chốt gì chịu giặt với mộ. Cái này nó có nhiều cái nó kiểu như là nó kẹp với mộ, nó kẹp mẫu, nó bị bụi thì em chốt mọi người rẻ tí xíu, mọi người dò sơ đi nha. Do cái này vải. Rồi con này cũng size 28 rất là xịn luôn nha. Rồi lên đơn mẹ mã này mã xám đen giùm em nè. Con này con mã xám đen chuẩn form luôn nha. Hơi bụi em tặng 75k đi. Con này hơi bụi em tặng 75k nha, quần tây mà đẹp lung linh như thế này nè. Nó kẹp như thế này nhiều cái nó bị bụi như đây xíu thôi. Nó kiểu như nó treo dày luôn á, nó treo nó kẹp, nó treo xào dày thì nhiều khi nó bụi mấy đường viền á, mọi người về giặt sơ. Giặt sơ là được chứ vải thì nó cũng không bụi không ấy gì đâu ha. Rồi lên đơn giùm em, giùm em mã này, giùm em mã xám đi, giùm em tặng luôn 75k. Nó không nào mà bụi em tặng lỗ cho mọi người, hàng này em like toàn 149k không à. Nên em bán gì. Rồi xám đi nha Nguyễn Xuân Trang. Tay nó đẹp mê ly luôn á trời, cái này nó dạng như nó gân gân sọc sọc quá, đẹp lắm luôn. Trời ơi nó đẹp như vậy nè mọi người ơi. Lên mã này giùm em là mã 1 đi. Rồi chốt mã 1, lên mã 1 giùm em 99k mã 1, quá trời xịn luôn. Rồi mã 1 giùm em 99k, ai thường xuyên mua là biết ha. Xịn lắm, năm nay đường bên trong đồ này kia đẹp lắm. Rồi mã 1 giùm em 99k size 28 nha, em đang like là like cọc size 28 đó. Có 29, 30, có tới size 38, 40 luôn nha. Ai mà có chút size to comment nha, em có size tới size 40 luôn nha mọi người. Em có tới size 40 luôn á. Rồi mã 1 cho Nguyễn Xuân Trang. Rồi con này con caro nè. Rồi lên mã đây giùm em mã caro, cái tan nó đâu, đứt nó mẹ rồi đây. Đứt trong túi nó bị vướng mọi người. Rồi 32 chờ em xíu mà, một cái Nguyễn Xuân Trang. Rồi con này con caro, ai chúc caro lên caro em tặng luôn con này cho mọi người 85k thôi nè, anh nhanh tay được ha. Rồi caro giùm em 85k mã caro. Phải là caro mà lề lề trong nha mọi người. Caro rất là đẹp mọi người, nhìn này lót trong nè. Nó xịn lắm lắm luôn á nè. Xịn cực kỳ luôn nha mọi người nha. Rồi lên đơn em mã đây giùm em mã caro giùm em ha, 85k size 28 giùm em caro. Caro 85k giùm em, ai chúc caro lên caro mà em 85.000 bận cho nó sướng, nó lâu lâu mới có ôm. Mọi người thấy không, hàng shop bây giờ nó hiếm lắm mọi người ơi. Anh nên là ai chốt được gì chốt đi, chứ hàng này không có phải có hoài đâu, mua để dành để xài. Quần áo để nó đâu có bị hư đâu mọi người. Rồi caro giùm em 85k, cái này nó Huyền à, con Huyền Trần, Trần Huyền gì á, nó hay chốt cái size 28 nè. Mà không có vô này chứ vô chốt mấy cái này về, trời ơi đẹp quá trời. Rồi 85k cho Nguyễn Xuân Trang luôn nè. Rồi em còn con này mã 2 cho em đi. Ai chút mã 2 lên mã 2 giùm em 99k mã 2. Nó khác nhau quá đó mọi người. Trời nó đẹp. Rồi mã 2 giùm em 99k mã 2.
Hàng mà ôm shop là mọi người khỏi phải lo như ví dụ hàng xưởng, hàng kho đồ này kia tồn kho mọi người lo cho còn hàng shop thì mọi người khỏi lo, nó đẹp lắm. Hàng này nó có thiêu logo cho hàng Việt Tiến nè. Thiêu logo hết cho mọi người thấy không? Đẹp lắm luôn ha. Rồi lên đây giùm em mã này, mã 2 giùm em 99k mã 2. Hàng này em like 149.000 hết đó. Đợt mà em xả hàng của shop nhà em xả là 149k là lỗ tuột cái quần ra rồi đó. Cái này là em ôm được giá, nói chung là làm hàng của shop người ta mình làm giá thì đương nhiên là nó nói cho mình bán nó phải hàng của mình nó lỗ nhiều quá. Rồi nó nặng cũng gãy tay luôn á. Rồi em lên size 32 nha tình yêu nha. Em lên size 32 này, nói chung nó nhiều lắm. Ai muốn like quần jean, quần đồi mọi người comment em lên cho. Còn ai mà muốn chốt quần tây mà size to á, size bao nhiêu mọi người comment em xuống em lấy lên nha, chứ nhiều quá không có đưa lên hết được. Nói chung em có size tới nói chung 37, 38, 40 có hết. Rồi con này size 32. Đen 99k 3 cái. Chọn giùm em luôn đi chị. Giờ chọn giùm em đi, em chẳng biết cái chị chốt màu nào luôn á. Con xanh đen quăng vô trong đống rồi. Khi nào làm đơn đi đơn á, em kêu nó xả ra nha Xuân Trang ơi. Bây giờ quăng vô đống rồi chứ. Cái này của Xuân Trang, cái màu xanh đen cũng là tệ. Do này cho dùng đơn rồi. Bỏ ra cái đó đẹp mà. Đó đẹp mà. Trời ơi mấy con này mà bỏ ra uổng lắm luôn á. Size 32 giùm em nè. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em, mã 1 giùm em 99k size 32 mã 1. Mã 1 giùm em 99k size 32 nha mọi người nha. Em có quần lửng, quần jean lửng, quần jean dài rồi đầy đủ. Mã 1 giùm em size 32 99k giùm em. Rồi vải nó mềm. Rồi lót trong đã chứ nè. Rồi mã 1 giùm em size 32 99k mã 1. Rồi mã 1 cho anh Lê. Cho size 32 đen và xanh đen đi học. Để em có em like bây giờ nó cũng lộn xộn màu đó chị. Để em coi thử có màu đen với màu xanh đen không nha. Nhưng mà đen là phải đen mung mới bận đi học được. Con này đẹp, con này xịn nè, chị anh Lê chốt đây nè. Chị anh Lê chốt đây, con này xịn lắm. Em chốt cho 119k thôi, con này vải con nó rất là xịn. Con này mắc tiền hơn mấy con kia nè. Rồi em tặng luôn 119k thôi, size 32. Con này size 32 nha. Size 32 119k. Con này chất của nó dày mà nó đẹp lắm nè. Cái con này mấy con cao cấp nè. Rồi size 32 bên lốt trong của nó nè. Đẹp chưa nè, đẹp lắm. Rồi 119k size 32 giùm em. Rồi con này nó dày nặng kiểu tay luôn nè. 119k em nó thật sự bao phê mà bao rẻ, rẻ rẻ lắm luôn. 119k cho chị anh Lê nè, trời đẹp lắm luôn á. Rẻ cực kỳ rẻ luôn. Đâu có giá mà rẻ dữ vậy đâu mọi người. Rồi lên mã đây giùm em, mã xám giùm em nha. Chốt tặng luôn 99k mã xám. Xám 99k giùm em nha. Con nào cũng đẹp mà con nào cũng sang. Chỉ có hàng đẹp với hàng cao cấp thôi chứ nó không có hàng thường đâu. Rồi lên đây em mã xám size 32 giùm em 99k mã xám. Xám size 32 giùm em 99k. Rồi con này con mã 3 giùm em 119k mã 3. Mã 3 giùm em 119k xám cho Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Anh. Nguyễn Văn Anh chốt mấy con này cho đẹp nè, Văn Anh ơi đẹp lắm luôn. 119.000 xịn đét luôn. Này. Rồi lên đưa em mã 3 119k mã 3 xịn chưa? Bên trong xe luôn á. Mã 3 giùm em 119k mã 3. Cái này là em like 149.000 hết á, có 119.000 đâu nha mọi người. Cái này do hàng của em ôm shop cô ta nên em ôm được, em làm giá được ấy mới bán giá này rẻ quá trời luôn. Rồi mã 3 cho chị anh Lê này, vừa bị cho Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Anh chấm bài đi. Nguyễn Văn Anh màn bị mờ bị chậm rồi nè. Trời ơi, mấy con quần xịn nắm vô nặng triệu tay luôn á. Con này mắc hơn nữa nè. Con này nó còn mắc hơn con kia nữa nè. Hàng Việt Đức. Hàng Việt Đức hình như đợt trước em có bán nè. Rồi em chốt luôn con này 125.000 thôi nè. Con này đợt trước em có bán hàng Việt Đức nha. Hàng thương hiệu của hàng Việt Đức giùm em nha. Size 32 giùm em. Rồi lên đây mẹ mã này mã 4 giùm em ha. Mã 4 giùm em. Trời ơi, nó đẹp.
125k mà bốn con này nó mắc hơn con kia tới 40.000. Con này nó mắc hơn con kia tới 40.000 liền đó, mà em chốt có 125.000 thôi, rất là xịn luôn. Trời ơi, nặng chịu tay như vậy nè. Đã lắm luôn. Rồi mã 4 giùm em ăn, trời ơi nó đẹp. Hàng Việt Đức nha mọi người nha. Nè. Bên ngoài nó đẹp lắm luôn. Rồi lên đây giùm em mã 4 giùm em, 125k mã 4. Có thấy chị không? Thấy nhưng mà chị comment chậm đó chị. Rồi mã 4 là Nguyễn Vân Anh, dự bị cho chị Anh Lê. Chị Vân Lê chấm bài đi chứ mạng của chị chậm lắm. Chị comment sao người ta không à. Comment sao bởi vậy em không có đọc tên á. Rồi con này con mã 5 giùm em. Mã 5 giùm em 119k. Vậy hồi nãy em chốt mấy con sấy thì lờ vừa đó. Rồi mã 5 cho chị Anh Lê nè. Trời ơi mấy con này mọi người chốt hết đi chứ không có hàng đâu, đâu phải lúc nào cũng có hàng đâu nè. Không, mọi người thấy không, hàng shop bây giờ ôm rất là hiếm luôn. Mà mấy cái shop này là về là sỉ giành giật luôn á, thề luôn. Mẹ em không có để, nói chung là mấy con nào shop cao cấp mà hàng mà ok chút là em để em dành em like cho mọi người. Còn mà ví dụ mà hàng sửa hàng mà hàng đi lô số lượng á thì ấy, còn mà mấy hàng shop này nó lâu lâu nó mới có. Với lại là shop nam này em thấy nó cao cấp quá nè, em thấy đẹp quá nè. Size 32 này em tặng luôn 125. Rồi mã 5 cho chị, mã 5 cho chị anh Lê hả? Dự bị cho chị Vân Lê. Chị Anh Lê dự bị chị Vân Lê. Áo quần tây hả? Quần tây mà 90kg. Một khi nó bận sai nhiêu, một khi là thằng em nó bận sai nhiêu. Nếu mà nó bận mà cái tầm 90kg là tùy theo nha. Nhiều đứa nó cao là nó bận được khoảng size 36, mà thằng em nó có mấy 68 là em phải chốt cho nó size 38 đó nha. Em phải chốt cho nó size 38 đó, 37 38 mới vừa đó. Em chốt size 37 cho nó đi cho nó chắc ăn. Rồi lên đây em mã sáng, chốt luôn con này cho mọi người 125k thôi nha. Trời ơi con này nó đẹp, con này nó có thun nha mọi người. Con này đỉnh luôn, đỉnh của chớp luôn, có thun. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã xám giùm em ha, 125k, nhận về không đáng đồng tiền bà cả, ông trả tiền lại ha. Gấp 10 lần, trời ơi nó đẹp nè. Chất nè, tê luôn nha. Nó còn đẹp hơn cái con bữa em like 149.000 nè. Trời ơi mấy con hàng Việt Đức này đẹp. Mấy con hàng Việt Đức này đẹp dã man luôn. Chốt quá rẻ luôn nha mọi người, đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi con này. Rồi lên đơn giùm em mã xám giùm em ha, 125k giùm em mã xám, size 32 nha, em đang like size 32 đó. Trời ơi, nó có thun quá, nó nặng triệu triệu tay à, má đó bận lên đứng quần lắm. Là cậu em chứ không phải là em hả? Cậu em. Rồi ok, cho một cọc quần tây size 37-38 đi Hải ơi. Rồi xám 125k cho Nguyễn Vân Anh. À, chị tưởng cậu là thằng em. Ai ngờ là cậu ruột hả? Cậu ruột thì... lấy mấy cái màu mà nó dạng cung cung á. Trời ơi đẹp không, hàng Việt Đức không, mà một cọc này hàng toàn hàng Việt Đức không nè mọi người nè. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã 6 giùm em, 125k mã 6 giùm em, hàng Việt Đức hết nha mọi người. Nãy giờ em like toàn hàng Việt Đức không á, trời ơi đẹp đỉnh luôn. Rồi 125k giùm em mã 6 giùm em, 125 mã 6, 125k mã 6 giùm em nè. Trời ơi mọi người chốt cái này xong mọi người chốt áo sơ mi mà bận đi đám nó tiệc không sao, không lấy tiền luôn, thật sự luôn. Nó xịn như thế này mà em nói sự nha. Trời ơi nhiều khi nó còn đẹp hơn hàng Việt Tiến luôn á, thật sự đẹp quá đẹp. Thì nó hàng Việt Đức á, hàng Việt Đức á. Rồi lên đây mẹ mã 6 giùm em, 125k mã 6. Rồi mã 6 cho chị Anh Lê. Chị bị chị Vân Lê. Chị Vân Lê mạng chậm, mạng chịu chấm bài đi. Chị Vân Lê chấm bài đi. Chấm bài đi. Rồi con này là mã 7 giùm em đi. Rồi mã 7 em chốt luôn 119k mã 7. Rồi mã 7 giùm em 119k mã 7 nha. 119k mã 7. Nó rẻ bèo luôn.
119k không bằng được cái tiền công may nữa. Như ví dụ trong Sài Gòn này tiền công may là nếu mà ra tiệm mà nó may quần tây Âu với áo vest rồi nó may mắc lắm. Rồi mã 7. Mã 7 cho chị Anh Lê nè. Dự bị Văn Lê hết. Mấy cái mã đó dự bị chị Văn Lê. Rồi một con này, một con mã 8 giùm em. 125k mã 8. Trời ơi nó đẹp. Cái con này là toàn bộ có thun nè. Mấy con này nè. Cái con nào mà like mà ấy là nó có thun nhẹ đẹp ghê luôn. Ôi mấy con này đẹp lắm. Rồi mã 8 giùm em. 125k mã 8. Trời ơi nó đẹp nhất cái nắp luôn. Rồi mã 8 giùm em. 125k. Cho một cọc size 37-38 lên đây quần tây á. Cái chút size gì nữa mọi người lên size luôn đi mọi người. Mã 8 chị Anh Lê nè. Ai chút size gì nữa lên size luôn cho em nha. Trời ơi cái quần tây đó phải đi dưới áo sơ mi hộp này là mới đúng nha mọi người nha. Thành nên là em đi kèm quần tây áo sơ mi hộp để mọi người chốt á, cho nó đúng á. Cái này em lên cọc size 29 thì lỡ đưa cái 29 ra rồi. Em lên luôn cọc size 29 nha mọi người. 34. Đem 34 nè. Đem 34, 31 với size 37, 38 lên đây quần tây á. Còn ai lên quần jean thì mọi người comment luôn nha. Quần tây hôm nay rất là nhiều. Quần kaki đẹp lắm. Quần tây, quần kaki bao đẹp. Rồi con xám này size 29 giùm em. 99k mã xám. Rồi xám size 29 giùm em. 99k mã xám nè. 29 nha. Xám size 29 giùm em nha tình yêu nha. Rồi con này cũng là size 29 luôn giùm em nè. Nói chung nó lên lộn xộn mà chờ vậy xíu. Rồi lên mã này mã VIP giùm em nha. 125k size 29 giùm em mã VIP. Trời ơi mấy con này nó đẹp. Mấy con mà mọi người nhận 125k mà giờ không VIP em không lấy tiêu mọi người đâu yên tâm nha. Rồi lên mã VIP giùm em. Size 29 giùm em 125k đẹp đỉnh luôn. Rồi 125k nó rẻ tới hơn gấp 3 lần mà. Ví dụ mình rẻ được vài chục còn nó rẻ tới gấp 3 lần. Nó rẻ quá rẻ mà nó đẹp. Form đẹp cực kỳ nha mọi người. Cái này chưa có lên like đâu nha. Về tự đo tự lên like chiều dài mình bao nhiêu mình đo lên like nha. Còn like nó để y nguyên vậy đó. Ai vô shop mua quần rồi biết ha. Hàng Việt Đức nha mọi người nha. Rồi lên đơn mã VIP giùm em nè. Mã VIP giùm em 125k quăng 37 lên đây đi. Ô cái đuôi này nhiều dữ đấy. Bóc bít thôi trời ơi má ơi. Lớn tuổi bằng được. Nói chung là kiểu như là nó phơm này là nó không phải là ống to lắm đâu. Ống vừa thôi nha. Chứ mà còn đòi mà ống rộng thùng thờn không có đâu nha. Ống này ống vừa thôi. Ống là dạng quần ống đứng mà quần tay này dành đi đám đi tiệc đồ này kia. Đi chơi đi đồ bằng được. Rồi lên 237. Cho hết 31 với 34 đi. Lấy chặn dây, đóng dây này cột lại đi. Dây này cột sai nào ra sẽ đó. Không ai chốt sai 29 hả dây đó. Trời ơi cái mẹ này. Size 37 giùm em nè. Rồi con này size 37 giùm em. Mã này mã đen đẹp chưa nè. Rồi mã đen này size 37 giùm em nha mọi người. Ai chút đen lên đen size 37 125k mã đen size 37 xuất sắc. Mã đen size 37 ai có người nhà mà size to cỡ này hốt ngay vào liền mấy em này cho em ha. Mã đen size 37 giùm em nè. Đó lớn tuổi thì bận, nói chung là cái này bận lớn tuổi được nè, cái này ống hơi to to nè. Đây là quần size to à, ống nó to. Rồi mã đen giùm em 120. Em mới đập nhiêu ta? 119k đúng không? Em đọc 119k đúng không mọi người? Rồi lên đơn đi. Size 37 giùm em 119k. 119k nha. Size 37 giùm em mã đen. Em lấy cái chút em VIP đi. VIP đẹp á Hiền Phương. Rồi con này size 37 luôn giùm em. Mã này giùm em lên lại mã 1 đi nè. Ủa Xuân Trang nó hỏi size to đấy mà sao.
Rồi con này con mã 1 nè, size này là size 37 giùm em ha. Mã 1 size 37 125k. Mã 1 size 37 giùm em 125k. Mọi người nhìn nè, form đẹp chưa nè. Xuất sắc nha mọi người nha. Rồi mã 1 giùm em size 37 125k. Mọi người nhìn lót trong nó đẹp lắm. Mã 1 giùm em size 37 37 để 37 nha đây nè. Máy bao to này nè, đừng có cho vô máy bao đó. Rồi lên mã 1 giùm em size 37 giùm em nha, 125k mã 1 size 37. Dạ chốt mã 1 đi em, chốt mã 1 với mã xám này sang nè. Em chốt mã 1 và mã xám đi nè. Đó, mã 1 và mã xám 125k. Có chốt một cái 37 cái 38 không? Để về thử cái size nó như thế nào. Em lên mã rồi chốt nha chị nha. Chịu cọc này chốt chứ bên em không cọc em không chốt đâu ha. Mua hàng bên em là biết rồi ha. Cọc thì em đi chốt đơn ha. Rồi xám cho Nguyễn Xuân Trang. Để chị lấy cho con cái 38 đi ha. Để cho Nguyễn Xuân Trang này. Chốt cái 38 đi Xuân Trang. Chốt cái 38 cho nó chắc ăn. Thay vậy rộng mang như đẹp được hiểu không? Còn mà như vụ chật thì cũng khổ xa ấy. Gửi tới gửi lui thì nó lại ấy, tốn phí tiếp đồ này kia. Nên là em mua, mọi người mua hàng của em á, em cầu cho mọi người bận mua là vừa, bận vừa còn giới thiệu người khác. Chứ mua về mọi người kêu bằng không vừa, em còn chẳng cái vui miếng nào luôn, nó thật sự luôn. Mọi người buồn với em cũng buồn chứ đâu phải là lấy đồng tiền của mọi người mà không ấy đâu. Nhưng mà biết sao đổi tới đổi lui phức tạp lắm luôn. Thành nên em cầu cho mọi người mua là bận vừa luôn, còn mấy công đổi. Đó, thành nên là sai là nói chung là đổi nó tùm lum hết, nó mệt lắm. Rồi mất công mất hàng như cái đơn của chị gì đó. Trong Tết tới giờ đơn mất hàng mà giờ chẳng biết mất như thế nào. Rồi bây giờ nó thất lạc đơn, bây giờ đền cho người ta thì kiểu như là mất tiền cọc rồi còn mất cái tiền hàng của mình nữa chứ. Thỉnh thoảng cũng vậy đó, còn mua điện mà mình phát hiện ra thì mình báo nó là 4 tháng sau nó mới đền cho mình. Rồi size này size 38 thì Xuân Trang chốt cái 38 đi nha. Đẹp lắm, chốt cái 38 cái 37 đi ha. Để thử về coi thử nhắm cái nào vừa thì mai mốt mình mua. Mai mốt mình mua. Đó, Xuân Trang chốt con 38 này đi nè. Đó, Xuân Trang chốt con 38 này đi, đẹp lắm. Cái nào Vũ Tuấn à. Hay Vũ Tuấn hay sao á. Rồi 38 đi, cho Xuân Trang đi. 125k nó rẻ lắm cưng ơi. 38 cho Nguyễn Xuân Trang. Coi chút 37, 38 gì nữa không em like luôn, còn không thôi rồi mới nó đưa lên như này. Em nói thật sự nó ngớt. Ba cục quần này nó nặng như điên, em không tin nổi luôn á. Đây em like mấy con 31 cho mọi người. Nè em có đủ size nha, ai muốn chốt size bao nhiêu thì mọi người comment thôi, chứ còn em đủ size hết trơn á. Đây em lên 31 nè. Mọi người đừng để rớt lại, hàng này mà rớt lại uổng lắm luôn á. Ủa Hiền Phương hồi nãy hỏi size 329 á, xem chút cái mã VIP size 29 thì có 125k thôi. Rồi size 31 thì em lên lại mã 1 nha mọi người. Size 31 này em lên lại mã 1. Xịn đét luôn, 125k giùm em. Quá rẻ luôn nha, nhận con này về là chỉ có từ phê thôi, đẹp lắm luôn. Size 31 giùm em. Ủa là đỉnh luôn á mọi người nè. Trời ơi nó xịn nè. Rồi lên đi giùm em mã này, lên lại mã 1 giùm em size 31 nha, 125k. Con này nó có thun, cái quần này nắm nặng triệu triệu tay như thế này nè, xịn lắm. Rồi mã 1 giùm em nè, 125k giùm em mã 1. Mã 1 125k, chị Sang Nguyễn có chịu cọc em mới chốt đơn nha. Quần jean hả? Giờ không biết like kịp không? Giờ trễ rồi, sợ like không kịp á. Nếu mà kịp thì chị like, mà sợ like không kịp thì ngày mai like nó chứ cho dồn mà, chưa có đi đơn đâu. Việt Đức có size 36. Em lấy 37 đi Nguyễn Hà. Em lấy 37 cho anh chồng em đi cho thoải mái. Hôm bữa 36 thì nó hơi chật chật. Em lấy 37 cho nó đi cho nó bận cho thoải mái đó. Nói chung 36 thì vẫn có, nhưng mà em lấy 37 thì cho nó bận thoải mái. Chị like luôn 37 cho chốt. Rồi lên xám giùm em size 31 mã xám 99k.
Rồi 38 39 cho cọc 39 ha. Em thấy chị nè, chị gì Phương Lê, hôm bữa em có chốt chuyện cái nhưng mà chị kêu là không chịu cọc, và nên là bên em có xả đơn ra, mọi người mua hàng bên em là biết rồi, bên em mà không cọc lại em không chốt đơn đâu. Nói chung hàng thanh lý giá rẻ thì đương nhiên là cọc em mới chốt đơn. Rồi xám giùm em 99k size 31 nha. Xám 99k size 31. Em like xíu nữa, nói chung là em like trễ quá nè, do hôm nay em làm hàng á, làm trễ lắm. Trời mấy con này đẹp đỉnh luôn mọi người ơi, lên mã đỉnh giùm em nè. Áo chắc ngày mai quá Trần Du ơi, áo ngày mai. Rồi ok, có gì tranh thủ sáng mai cọc cho em nha. Sáng mai cọc cho em á, cho em mà xả một đơn một lần nữa là em không có chốt đơn cho chị nữa đâu nha. Rồi mã 1 là mã nào? Rồi mã 1 là mã này nè, mã 1 là gì sao Nguyễn. Nói chung là sáng mai tranh thủ cọc sớm cho em. Rồi em cho dồn, em cho dồn tới 2 ngày nữa em mới đi đơn lận, thành nên mọi người yên tâm nha. Mọi người đi tốn tiền ship em cũng sót, thành nên là em muốn mọi người dồn đơn nhiều nhiều để đỡ tiền ship mọi người. Với lại cũng đỡ làm đơn do toàn khách quen không, mà cũng cho dồn cho nó nhiều dễ mọi người đi đỡ tốn tiền ship. Vì chị có mua bên em mà ngày nào cách 2-3 ngày mua một lần cũng vậy nữa. Nói chung bên em là những toàn chị khách quen không à. Bên em toàn khách quen không à, khách lạ ít lắm, lâu lâu mới có khách lạ thôi. Ừ. 400 ngàn con bán có 125 ngàn thì không mua, mua cái gì. Lên giùm em mã này, mã 2 giùm em. Trời nó xịn nè, 125k phê luôn. Phê ngẩn người luôn á, thật sự luôn. Nhận hôm nay về mà bận là nhớ em hoài luôn, biết chừng nào cho hư. Nó có thun giãn rồi nha, xịn giả mang luôn. Coi này chất này, phê lắm luôn á, xịn đét luôn á. Còn lên đơn em mã này giùm em là mã 2 giùm em, 125k, không đỉnh không lấy tiền đâu. Mấy con này mấy con VIP nha mọi người nha, VIP lắm. 125k giùm em mã 2. 300 ngàn cũng không mua được, mà hôm nay mua được có 125 ngàn, quá rẻ. Không 300 ngàn không bao giờ mua được ha. Chắc có Xuân Trang ơi, có chị cặp, chị còn cặp bên em đó. Dạ dạ, nói chung còn cặp thì thôi, còn mà máy thì đấy. Em cái quần tây màu đen hãng Việt Đức 37 thì để chờ chị like. Rồi con nói giùm em là mã 2 giùm em, 125k mã 2 nha. Mã 2 giùm em 125k này, như chị Phương Lê này, chị mua của em nhiều rồi mà bà mua toàn là phải để cọc. Chứ giá lại khách quen rồi, người ta cứ mua xong người ta giữ cọc đó, khi nào không mua nữa thì em từ cọc ra thôi. Rồi con này con mã 3 giùm em 125k mã 3. Dạng của nó là dạng 4 chiều nha, mà cái vải nó rất là dày, rất là đứng quần nha mọi người. Không phải như hàng thường đâu, trời ơi mọi người, nhà lót trong nó là chỉ có mê thôi. Cái này nó có một nút dự bị cho mình nè, như ví dụ mà lỡ mà có mất nút này thì mọi người thay nha. Đó, nó cho mình một nút xe cua ngay đây ha. Rồi lên đây giùm em mã này, mã 3 giùm em. Ai hỏi 31 là xăm lai 31 im ru, trời 31 toàn hàng VIP không à. 125k giùm em mã này, mã 3. Mã 3 giùm em 125k mã 3. Mã 3 125k rồi ok, để chờ em lên size 37 cho em lên mấy con nữa. Hai chốt hỏi 31 đã cho lên lai im ru rồi. Dạ rồi ok chị. Rồi mã 3 giùm em size 31. Mã 3 giùm em size 31 giùm em ha, mã 3. Rồi con này con mã 4 giùm em size 31, mã 4. Mã 4 giùm em size 31, mã 4, 125k giùm em. Trời ơi, cọc nào cột cọc đó, size nào cột ra size đó giùm gai chất lên rồi cái lại mai phân nữa. Sẵn nó dây nó cột lại luôn đi. Có ai chốt 31 nữa không, em qua tua cha nó gì mệt quá. Có ai chốt nữa không, chốt nữa là em like size 37 lại đó nha. Em like 34 với 37 đó, trời ơi màu này nó đẹp nè. Không có đen, nói chung là có đen thì đập đen rồi. Còn cái này màu cứ chị lên mã với chốt mã nào lên mã đó thôi. Còn đen trơn thì cái trong cái 31 này nó không có đen trơn, nó màu đen nhưng mà đen như thế này nè, có được không chứ không có đen trơn. Rồi con nào con mã 5 giùm em, 125k mã 5.
rẻ tới gấp 3 lần luôn á trời. Hơn gấp 3 lần chứ. Hàng Việt Đức nha mọi người nha. Nếu mà ai mà đã xài hàng Việt Đức rồi thì biết nha. Còn không xài thì không biết, còn đã xài rồi biết nha. Hàng Việt Đức giùm em nha, xịn đét luôn. Rồi lên đây giùm em mã này giùm em, mã 5 giùm em, 125k mã 5. Khoan nghĩ like size 31 nè, em like size 37 á. Sao trùng màu được, mỗi cái nó một màu mà sao trùng màu được. Cái hàng này đâu phải là hàng kho đâu mà trùng màu. Shop người ta lấy là mỗi ri nó có một cái một thôi. Ví dụ màu nào đẹp thì người ta lấy một ri hai cái thôi, chứ người ta đâu có nhập mà đại tràng như hàng kho đâu. Hàng kho thì chị mua chị sợ trùng màu. Còn cái này đâu phải hàng kho, hàng này hàng shop mà. Em có đăng cái shop lên đó, hàng này em ôm của shop mà, đâu phải ai đâu mà đi lấy một ri mà ba một màu mà lấy ba bốn ri chi, người đâu trùng được. Hiểu vậy. Rồi con này con đen tay 38 nè. Hồi lại chị chốt cái mã kia không có giống đâu. Cái mã đen sao không có giống. Rồi con này con 37 giùm em nè. Rồi lên mã này mã 37 là em lên lại mã 1 nha. Rồi 37 giùm em lại mã 1. Con này nó dư là màu đen đen á. Nói chung đây nè. Con hàng này hàng Vũ Tuấn chứ không phải là hàng Việt Đức nha. Hàng này hàng Vũ Tuấn giùm em, size 37 giùm em, 125k. Size 37 giùm em, 125k, lên lại mã 1. Mã 1 size 37, 125k, Vũ Tuấn. Vũ Tuấn. Cái này Vũ Tuấn không ạ? Cái này có Việt Đức hả? Cái Việt Đức này. Rồi mã 1 cho chị Phương Lê. Cái này Vũ Tuấn nó có, quên hàng Việt Đức nó có mã này nè Hà ơi. Hà ơi cái mã này được không nè Hà nè. Việt Đức chỉ còn mã này nè. Rồi lên mã 2 đi nè Hà ơi, còn không, còn xem không. Lên mã 2 về bè dùm chị nè, cái này là hàng Việt Đức nè. Mã 2 125k hàng Việt Đức nha. Mã 2 đi nè, bao bì của nó nè. Hàng Việt Đức nè, hàng Việt Nam cao cấp nè mọi người thấy không. Nè, hàng công ty đó. Quần tay cao cấp hàng Việt Đức á. Nhưng mà cái bao này em xé ra nó bị rớt mẹ, em cầm em kéo vuông nó bị tù cái keo ra rồi thành thay bao khác. Rồi mã 2, con Xuân Trang đi ra, quên con Nguyễn Hà đi ra rồi trời. À mã 2 chị Phương Lê, con Hà rảnh ghê không. Có được con kêu nó đi đâu mất, nó hồi vô hội nữa. Rồi con này con mã 3 size 37 luôn giùm em nha. Mã 3 size 37, 125k. Mã 3 size 37. Mã 3 size 37 giùm em, mã 3. Trời ơi mọi người nhìn lót trong nó mọi người mê luôn á. Rồi mã 3 giùm em có 125.000, không đủ tiền công may nè, chứ đồ đó tiền vải đồ tiền này tiền kia. Trời ơi nó đẹp. Rồi mã 3 giùm em, ai chúc mã 3 lên mã 3 giùm em ha. Người ta chốt mất tiêu rồi, mọi khi thấy lại nhanh lắm mà, là nhà còn con nào nữa hết trơn rồi, không biết còn như kia còn cọc nào không. Còn không là chốt size 36 đi Hà ơi. Chốt size 36 đi, bây giờ sao tiêu không trả lời gì hết. Giờ còn hàng Vũ Tuấn không à. Rồi con này con mã 4 giùm em, 125k, mã 4 size 37 nha mọi người nha. Mỗi màu nó khác nhau hết đó, chứ nó không có giống đâu nha. Mọi người nhìn vậy thôi chứ nó không có giống nhau đâu. Rồi con này con mã 4 giùm em ha. Ai chúc mã 4 là mã 4 giùm em, 125k, nó rẻ chưa từng thấy luôn. Mã 4 như cái này là cũng màu đen, nhưng mà cái này là hàng Tâm nè mọi người nè. Em đưa sát mọi người nhìn để chấp này nó là Tâm. Rồi con này con mã 5 nè. Mình nhìn con Tâm nè. Nó khác nhau hết nha. Con này con đen mà đen Tâm rất là đẹp nha. Con đen Tâm này rất là đẹp, rất là đỉnh luôn ha. Rồi lên đơn em mã 5 giùm em, 125k mã 5. Rồi mã 5 125k giùm em mã 5. Quá đẹp, size 37 nha, mã 5. Con nó còn đen mà đen Tâm nó đẹp lắm. Mã 5 giùm em. Thấy không trả lời gì đâu, biết chốt hay không đâu. Khách chốt mà chị đập tên rồi. Trời ơi, cái mày để mà qua tới 8 cái nước vậy trời. Nè. Ồ, chết nó ngồi nó ngủ cái gì trời. Lên nha mấy cọc size 38 nè. Nó nặng.
áo sơ mi đẹp lắm luôn á Hà ơi, áo sơ mi đẹp lắm, sơ mi hộp đẹp quá trời, chốt giá rẻ. Rồi cái này là em lên size 38 nè, có size 36 không, bóc chân Hà, cọc size 36 em hả? Có cho nó cọc size 36 nè, dưới đó còn size 36 không, còn ấy size 36 nè, ở ngoài bóc cho nó. Đúng rồi. Rồi con này size 38 nè, chấm bài đi mọi người, ôm thấy ai luôn á trời. Rồi con này size 38 giùm em nha tình yêu nha. Trời ơi nó đẹp nè, nhức cái nắp luôn. Rồi con này size 38 giùm em nè, đủ size nha mọi người, không có thiếu size này gì á. Từ size 28 cho tới size 40 nha. Từ size 28 cho tới size 40 cho em không thiếu một size nào hết trơn á. Quan trọng mọi người chốt size nào mọi người comment em lên thôi. Rồi size 38 em lên lại mã 1, lên mã 1 giùm em 125k. Rẻ lắm luôn, thật sự. Rồi mã 1 giùm em size 38 nó đẹp lung linh luôn như thế này. Cái cọc quần mà nắm em nắm mà muốn gãy cái tay luôn á. Size 38 giùm em 125k size 38. Size 38 125k giùm em mã 1. Đây, con này con mã 2, trời ơi đẹp chưa? Rồi con này con mã 2 giùm em nè. Rồi con này con mã 2 giùm em nha, 125k mã 2 em like cho lẹ em. Mã 2 125k, cái hàng nào mà em like, em làm sớm nè, em like sớm, em like trễ quá rồi. Rồi con này con mã 3, size 38 nha mọi người, nghe rõ giùm em, size 38 mã 3. Cái màu của nó khác nhau hết trơn, nó không có giống nhau đâu mọi người ha. Rồi mã 3 giùm em, size 38 mã 3. Mới bao to nó bỏ vô lại đi. Hai đế cộng 100.000. Đi đi. Hai bé cộng 100.000. Trời ơi, xám đẹp sao không trang chú, xám đẹp quá trời nữa. Sai 38 xám đẹp quá trời. Em like cọc này, cọc 36 nữa, em like cái tao quá, cái ai chú áo khoác gì nữa không? Cái ai chú áo sumi hộp thì em like mấy cái nữa, nghỉ. Do em like nãy giờ mới like có nhiêu 9:30 mới 2 tiếng à. Không mà nó hư nó bị bỏ, không bỏ qua rồi. Rồi chờ chị xíu đi, chị lên này còn ở tao khoác, chị lên đâu khoác. Còn bao trên này sẵn lên luôn. Size 38 hàng đẹp không mà tem lay. Eo đó bao nhiêu? Em hỏi eo bao nhiêu? Em hỏi thứ là eo bao nhiêu ạ? Eo bao nhiêu? Tại vì có thước dây là chị đo eo cho nè. Vậy thôi, nếu mà chốt 39 thì chắc ngày mai đi, chứ bây giờ ôm nữa nó đi lên trên lầu mất tiêu rồi. Xuống đất ôm lên đó. Cái này là eo của nó là nó rơi tầm khoảng là eo 98. Rồi thôi, cột cái 38 này đi, cột cái 38 này đi, ai chốt cột 39 ngày mai đi, mai chị like đi. Mai chốt 38 thì lên 38 hàng đẹp không mà, màu đẹp không mà. Em lên cọc 36 ha, còn xem không nè. Lên cọc 36 với em lên ít áo khoác nữa, quá ngộ rồi nha. Em còn xa 29 nè, mà em thấy mọi người chốt cho người ta quá. Có đi like nó sao sao quá. Ôi ôi, xa 29 em có màu đen nè mọi người. Xa 29 em có màu đen hàng Việt Đức luôn nè. Có ai chốt size 29 không? Em có hàng màu đen, hàng Việt Đức với hàng Vũ Tuấn luôn nè, đẹp quá trời luôn nè. Size 29 ai chốt không nè? Trời ơi, đẹp lung linh luôn, con gì đó. Hỏi size 29 hàng Việt Đức luôn nè, đẹp xỉu luôn nè. Trời ơi, nó đẹp giả man luôn, con gì Phương. Con gì Phương ta?
Hiền Phương nè. Trời ơi con này nó xịn quá nè. Trời ơi đẹp nhức nắp luôn á. Con này size 29 Hiền Phương, còn xem mày chốt đây nè. Hiền Phương nếu mà còn xem mày chốt cái đen này đẹp dã man luôn nè. Size 29 nè, hàng Việt Đức nha, 125k. Hàng Việt Đức 125k nha. Hàng Việt Đức giá nó mắc, nó không có rẻ. Size 29 là 70kg sao vừa trời. Size 29 là cỡ khoảng 50 mấy ký thôi, chứ làm gì 70kg. 70kg là phải size 32 rồi. Tùy theo chiều cao 70kg lần mà là cái size 29. 29 này là size cỡ khoảng 50 mấy ký thôi. Nói chung là tùy theo chiều cao thôi. Con Hiền Phương đi ra rồi hả trời. Thôi cột với size 29 lại hết đi nè. Trời ơi 29 màu đẹp không. Còn có màu đen trơn nữa nè. Con nào con đen trơn nè. Lấy bao bỏ lại cột size 29 lại nè. Size 9 thì lên đi có chốt mà thấy im ru rồi à, nên là ngán à. Like nhanh ấy lắm, nhanh quải lắm. Còn mọi người chốt lên cái đen này, hàng Việt Đức này trời ơi, mọi người đừng có tiếc tiền thật sự luôn. Mua cái quần bận 5-7 năm chứ không phải 10 năm, chứ không phải là mọi người mua cái quần mọi người bận năm mọi người bỏ đâu đó. Như trong khi cái quần nó xịn như thế này nè đó, bây giờ mọi người có xài tệ phải 5 năm mọi người mới bỏ được cái quần, mà trong khi có 100 mấy chục ngàn thôi, nó xịn nắm mà nặng tay như vậy luôn nè, nó xịn đét luôn á. Cái đen này hàng Việt Đức nha, size 29 giùm em, 125k nè, ca chốt mày lên 125k đi, lên đen 125k là được. Đen 125 nha Hồng Vân nè, hàng Việt Đức chứ không phải hàng thường đâu. Rồi hai bé chỉ còn cái đen này nè. Đen này lên thì chị chốt cho 119k. Con đen này đen hàng Vũ Tuấn nè, nó cũng y chang như vậy, nhưng mà con này chốt luôn tặng 115.000 đi. Rồi lên đen 115k em tặng nha, hàng hàng Vũ Tuấn. Nói chung là hàng đẹp không nha, Vũ Tuấn này 115.000. 115k, nếu mà 50kg là chốt cỡ khoảng tầm đó đó, size 28 hoặc 29, nói chung là tùy theo chiều cao. Chứ đâu mà 70kg mà chốt size 29 trời, 70kg 32 là tệ gì là 32 đó, chứ còn mà 3 có khi 33 tùy theo chiều cao, mà thấp người thì nhiều khi bận cái size 34 luôn á chứ không phải đâu. Còn 115k thôi, hai bé có chốt thì chốt nè, 29 không còn nhiều màu đẹp lắm luôn. Hai bé chốt đen lên đen đi, đen hiếm lắm, không có hàng đâu. Đen rất là hiếm luôn, chốt thì lên đơn nha, chứ còn không có hàng đâu. Em lấy em lên đi. Chốt em hai cái Việt Đức. Mua Việt Đức ở dưới, mua Việt Đức chắc ngày mai đi mày. Nó đi lên lầu hết trơn rồi. Lên trên nó trơn rồi. 28, 29 không được nè. Hàng Việt Đức nó đẹp quá trời. Hàng Việt Đức nó có màu xanh đen nè. 28, 29 hồng na ná nhau. Hai bé lên là mã đen 115k đi nè hai bé ơi. Lên đen 115k, em lên size 36 cho ổ quen nè. Em lên size 36 với 34 nữa rồi là ấy nha mọi người. Rồi là em lên áo khoác rồi là em out nha. À chúc áo sumi, trời sumi em đó thật sự mọi người sọc đẹp không. Em đeo em lôi lên cả cái bao bự chà bá luôn. Em lai mấy cọc mà em thấy chút yếu yếu của em nè. Rồi đen cho hai bé nè. Rồi em lên size 36 ha. Rồi con nào con Vũ Tuấn nha mọi người. Rồi con size 36 nè, ai vừa size 36 thì chốt nha. Con này con hàng Vũ Tuấn. Hàng Vũ Tuấn không đẹp mà Hà, chốt đi, hàng Vũ Tuấn đẹp mà. Rồi em chốt luôn 119k, mã 1 giùm em, size 36 mã 1 nè. Nè, hàng Vũ Tuấn nó cũng đẹp mà. Nè, đẹp lắm. Hàng Việt Tiệp. Hàng Việt Tiệp á. Nói chung Vũ Tuấn như Việt Tiệp á, mà sao cái này có vừa nó ghi ấy mà sao này nó. Size 38 rồi nãy chị đo eo có 96-98 à. Eo 96-98 à. Con hồi nãy chị đo là không phải hàng, biết hàng phải hàng Việt Đức không, mà chị đo cỡ đó đó. Còn size 36 này thì hôm bữa là đo chồng em mang có vừa không, có size 30 nha. Mỗi cái nó mỗi chỗ nó mỗi lên size khác nhau á.
rồi, cái size 36 này eo 96. Size 36 này là eo 96 á Hà ơi. Size 36 là eo 96. Con hàng Vũ Tuấn là eo 96 á. Vũ Tuấn hay Việt Tiệp gì nè. Hàng Việt Tiệp với hàng Vũ Tuấn á cũng VT á, thành nên là đợt trước là chị bán hàng Việt Tiệp không á. Vải đẹp lắm, lên mã 1 giùm em nè. Rồi mã 1 em chốt tặng luôn 119k mã 1. Mã 1 size 36 nha mọi người, ai chốt 36 lên 36 giùm em mã 1 119k mã 1. Mã 1 giùm em 119k mã 1. Nó có đen nè Hà ơi. Nó có đen luôn nè, đẹp chưa nè. Rồi lên mã này, mã đen giùm em nha, 119k mã đen, hàng đẹp không như thế này. Trời ơi. Rồi lên mã đen giùm em 119k size 36 mã đen. Rồi đen size 36 giùm em mã đen, chốt đen lên đen size 36. 119k mã đen size 36. Đâu có ai mà bận lên trên bụng đâu trời. Đâu ai bận cao qua rúng đâu. Người ta bận phải bận sệ dưới cái body, dưới cái này chứ. Ai đâu mà bận mà em đo mà phần trên rốn là không có đúng nha. Người ta đo là ta đo phần bên dưới này nè. Đâu có ai mà bận quần mà bận lên như quần nữ mình lưng cao vậy đâu. Cái này size 36 á. Thì nếu mà em đã mua cho chồng em hàng Việt Đức rồi là size bao nhiêu thì nó size y chang vậy thôi. Cái này đúng hãng luôn mà, đâu phải nhái phát gì đâu. Rồi con này con mã 3 giùm em, ai chúc mã 3 lên mã 3 giùm em nha. Ai chúc mã 3 lên mã 3 giùm em ha. 119k mã 3 nè. Rồi mã 4 giùm em nè, ai chúc mã 4 lên mã 4 giùm em. 119k mã 4 size 36, đang like size 36 đó. Mọi cái mọi màu khác nhau nha. Rồi mã 4 giùm em, mọ bao nhiêu đây cột lại. Rồi con này con mã 5 giùm em ha, size 36 mã 5 giùm em. Cột lại hết. Đang tập size 34 của mình nhé. 34 hôm nay mấy áo khoác nữa mình nghĩ. Cột ra lại đi. À, đúng luôn, đúng như cái từ đó luôn á. Rồi con này 34 nè chị gì đó, hồi nãy hỏi size 34 nè, chốt luôn đi nè chị yêu nè. 34 giùm em nha, con này nói chung là vải rất là đẹp luôn. 125k giùm em size 34. Rồi 34 lên lại 34 mã 1 giùm em 34 nha. Chị lên size 36 hàng đẹp đẹp không mà không thấy chốt mình nên thôi chị ngán. Nên là qua luôn cho, qua tuôn cho lẹ. Em cho chồng em chính xác đi, em báo sai. Cái này nó kiểu như nó gấp bụi cái đường lằn. Em tặng cho một con này lên mã tặng 99k đi. Bụi đường lằn gì giặt sơ giùm em nha. Nói chung là quần tay mà kiểu như nó để trên kệ như thế này nè. Nó bụi ngay đây sơ xíu thôi. Size 35 giùm em mã tặng 99k giùm em. Size 34 giùm em mã tặng 99k. Size 34 giùm em mã tặng 99k nha. Nếu mà vậy em chốt cho chồng em size 38 mới được. Nãy 38 lên hàng màu đẹp đẹp không mà. Rồi size 34 giùm em mã đây, mã tặng giùm em 99k mã tặng nha. Ai chúc mã tặng lên mã tặng. Rồi mã tặng. Rồi chị Nga Ngọc hồi nãy hỏi size 31 hôm nay size 31 toàn hàng đẹp không thấy chốt đâu chứ luôn. Tặng cho Nga Ngọc. Rồi lên xám giùm em 125k mã xám. Size 34 nha mọi người. Rồi size 34 giùm em nha. Trời ơi đẹp không mà. Rồi size 34 giùm em mã xám giùm em 125k nó rẻ bèo luôn. Ai đã mua mấy quần tây rồi là biết rồi, đẹp quá đẹp. Giá rẻ, có 125.000 được cái quần xịn, đẹp luôn. Rồi lên mã xám giùm em size 34 mã xám giùm em ha, 125k giùm em mã xám bên ngoài mọi người nhận về đẹp hơn bên trong luôn á. Rồi mã xám giùm em. Ừ.
đang ngủ mà bắt nó đo chứ tội vậy, tự nhiên để mai đo rồi mai mua cũng được, tự nhiên giờ này khuya rồi bắt nó dậy. Rồi mà sáng giùm em nha, 125k bên ngoài nó đẹp hơn á mọi người, bên ngoài mọi người sờ vải mọi người phê luôn á. Rồi sáng giùm em 125 đi vào. Rồi mã đen giùm em size 34 125k mã đen. Rồi mã đen giùm em 125k mã đen. Trời ơi nó đẹp. Rồi mã đen giùm em 125k mã đen size 34. Trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi lót bên trong đẹp dạ mẹ. Rồi mã đen giùm em size 34 mã đen. Rồi đen chị Nga Ngọc. Quá đẹp luôn. Rồi con này con đen trơn nè. 30 ngày mai đi em ơi. Rồi mã này mã đen trơn giùm em nha mọi người. Đẹp quá trời. Rồi mã đen trơn em tặng luôn nha mọi người, 115k mã đen trơn. Mã đen trơn 115k nha. Con này đen trơn đen mung luôn nha. Rồi lên mã đen trơn giùm em 115k mã đen trơn nè. Có ai chốt áo khoác nữa mọi người chấm chấm nha, còn ít áo khoác nè. Ai chốt gì nữa chốt để em nghỉ like á. Đi 115 chị Nga Ngọc. Có ai chốt áo khoác nữa mọi người chấm 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 em lên ao ít áo khoác nữa em nghĩ nha. Có ai chốt áo khoác không? Có ai chốt áo khoác không tình yêu ơi? Tình nhân đâu hỏng. Bán ra mới đi em chúc chị Nga Ngọc rồi. Chị Lê Thúy Lê ơi em chúc chị Nga Ngọc rồi. Đây em lên mấy áo khoác nha mọi người. Ai chúc quần tay để mai em like tiếp mọi người chốt. Chung nó nhiều quá em like thương ít vậy mọi người chốt cho dễ. Rồi đây em có một con áo khoác màu đen nè. Đen là khoác nam, size của nó là size L. Rồi lên mã khoác giùm em size L nè. L nha, L của nam này chứ không phải là 60 quá. 60 65 kg mà. Bây giờ nó ra tiện là không có phải mang cổ mang găng tay rồi, nam cũng vậy không có sợ nắng. Rồi cái này nam size L mã đen giùm em ha. Rồi đen nam giùm em size L 75k giùm em nha, cái này dạng thể thao á mọi người. Nè. Nó chạy viền thể thao đen luôn ha. Cái này em nghĩ nó rộng như thế này chắc 70kg luôn á, chứ đừng nói 65, 70kg luôn á, to dài rộng của nam nha mọi người. Ai mà nữ size to vẫn chốt được giùm em nha. Rồi lên đây giùm em mã này mã đen giùm em 75k, cái này thun poly giùm em nha, nói chung là rất là mát. Rồi lên đen giùm em khoác đen nam giùm em ha, size này nói chung là size L thôi. Nhưng mà size nó cỡ khoảng 60 70kg bằng ok đó. 60 70kg hai túi nó có dây kéo hết cho em nha mọi người. Rồi lên đen giùm em 75k mã đen. Rồi đen 75 nha Ngọc Diệu. Mai đi chị, mai đi, mai em like chứ giờ đồ nam còn nhiều lắm luôn mà. Mai em like quần jean quần đồ nha mọi người. Ai muốn chốt thì vô quần jean áo sơ mi tay ngắn tay đồ gì đầy đủ nha mọi người nha. À, như mấy con này nè mọi người về mua giá rất là mắc luôn. Hàng này hàng hai mặt hay sao á, đúng rồi hàng hai mặt nha. Bận mặt nào cũng được nha, ai đã mua cho chồng mấy con này chưa nè. Con này rất là xịn luôn nha. Áo nào khoác dù mà hai lớp hai mặt nha. Một mặt là thun, một mặt là dù cho em nha. Rất là xịn sò. Nè, ai đã mua cho chồng mấy này đồ bận sướng lắm luôn. Nè, như ví dụ mà đi xa, đi lạnh bằng cái này cho em. Đó. Con này size 2XL nha mọi người. Đó, ha mọi người ha.
này của nam nha, không phải của nữ đâu nha. To lắm, cái này size 2XL lần ha. Ai bận mặt đó cũng được, mà bận mặt này vẫn được nha. Thịnh bếp như vậy. Mấy con hai mặt này bọn hơi bị sướng. Mấy con này mấy con xịn nè mọi người thấy không? Rất là xịn nha. Nhưng mà kệ nó nằm bên ngoài đó, không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng cái này là đúng hàng chuẩn hai mặt luôn. Rồi lên đơn giùm em mã này, mã hai mặt giùm em nè. Ai chúc hai mặt lên hai mặt giùm em 125k. Đó, bận dù, nếu mà ai mà đi lạnh quá thì mà bận lớp dù bên trong cho nó ấm để giữ nhiều cũng được. Đó, một lớp thun, một lớp dù, bận được hai áo đó, tưởng mình có hai cái áo. 125k giùm em mã hai mặt. Xem này tới 2XL nha mọi người. 2XL cho 80kg quá. 2XL này to lắm đó mọi người. 125k giùm em to lắm. Size to cực kỳ mọi người nhìn nè. 2XL giùm em nha, 125k giùm em ha, hai mặt. Mặt nào bận cũng được hết trơn á, cái dây kéo này mình lật lại. Kiểu như mình bận mặt nào thì mình lật mặt đó nha mọi người. Rất là đỉnh luôn mọi người ơi, có 125.000 để bèn nha. Đó, lộn lại mặc dù. Xịn đét luôn. Rồi lên đây giùm em mã hai mặt. 125k mã hai mặt. Thằng nam lên kèm giá tiền có chịu cọc không nha, bên em cọc em mấy chốt đơn á, hàng Quảng Châu. Rồi lên hai mặt giùm em nha, 125k, size này là size 2XL. Rất là tiện luôn mà mấy con này rất là xịn luôn á. 125k giùm em mã hai mặt. Rồi con dù đen này size XL cho em nha mọi người. Con dù đen này size XL giùm em nè. Rồi hàng nam mà cái này quá đẹp. Rồi con này size XL giùm em tặng luôn 85.000 đi. 85k giùm em size XL nha mọi người nha. Bên trong của nó là dạng lớp thun lưới rất là đẹp nè. Rồi lên đen giùm em size XL 85k mã đen. Đen 85k giùm em, ai chút đen lên đen giùm em 85. Rồi con xám này cũng hai mặt giùm em nha mọi người. Mặt xám bên trong này cũng đẹp nha mọi người. Khoảng 125.000 thôi, con này size nhỏ hơn sao. Rồi chất bên trong này xình luôn. Rồi lên mã này mã xám. Con kia hồi nãy là màu riêu đúng không? Con này màu xám xình cho nè. Trời ơi, đẹp giả mang luôn á. Rồi lên đơn em mã này mã xám giùm em ha mọi người ha, 125k. Áo hai mặt như thế này nha, con này size XL. Con này size XL nha mọi người nha, quá đẹp. Đó, hai mặt. Rồi lên xám giùm em 125k mã xám. Rồi xám giùm em 125. Quá đỉnh luôn. Rồi màu nó đẹp. Rồi xám 125k. Mai chúc em nghỉ like đó mọi người ơi. Hẹn mọi người ngày mai đi ha. Do trễ rồi. Giờ này em nghỉ ha. Không chốt đơn đâu nha. Hằng Nam ơi có chịu cọc hay không? Không thấy trả lời. Không có chốt đơn rồi em nghỉ like nha mọi người nha. Rồi ai muốn chốt gì nữa ngày mai nha mọi người. Ngày mai em like. Nói chung nó nhiều lắm. Nó đầy đủ. Ai muốn chốt áo thun, áo sơ mi garo hoặc là quần jean, quần lửng, quần sọt gì đó là ngày mai nha. Rồi xám cho Ngọc Diệu nè. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người ngày mai đi. Like vô đó thôi mà. Tính like cái bạn nữa mà mọi người làm biếng thôi. À có gì ngày mai, hẹn mọi người ngày mai. Bye bye. Cái mùa ngon, hẹn mọi người ngày mai nha.